Hôm nay sẽ giảng bài kinh Trung Bộ, bài thứ hai ở trong kinh Trung Bộ, đó là bài kinh Tất Cả Nậu Hoặc. Thì cái nhân duyên mà thuyết giảng cái bài kinh này là như vậy. Tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Sa Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anatha Bindika cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn phòng hộ tất cả nậu hoặc. Hãy nghe và kéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng sự diệt tận các nậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, không thấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các nậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các nậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các nậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các nậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các nậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Này các tỳ kheo, có những nậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ, có những nậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những nậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những nậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những nậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những nậu hoặc phải cho trừ diệt được đoạn trừ, có những nậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Đây là cái phần mở đầu của bài kinh Tất Cả Nậu Hoặc trong kinh Trung Bộ. Đây là cái bài thứ hai. Thì bài kinh này là Đức Thế Tôn thuyết giảng khi mà Đức Thế Tôn ở Savatthi, tức là ở Xá Vệ. Đây là một cái thủ đô của nước Kosala. Đây là một cái kinh thành Xá Vệ, và ở đây có một cái ngôi tịnh xá rất là nổi tiếng ở trong giáo pháp của Đức Phật, đó gọi là cái tịnh xá Chetavana, vườn ông Anatha Bindika, thì hay là còn gọi một cái tên vắn tắt đó là tịnh xá Kỳ Viên. Thì nói về cái ngôi tịnh xá này thì được xây dựng bởi một cái vị đại thí chủ, đó là ông Anatha Bindika, hay là gọi là ông cấp cô độc viên. Thì ông cấp cô độc viên này vốn là một thương nhân hay là một cái nhà triệu phú ở cái thành Xá Vệ, và ông thường đem hàng hóa từ nơi này sang bên cái thành Rajagaha, tức là ở cái nước Magadha, để buôn bán. Thì một lần đi sang đấy, ông được nghe nói đến Đức Phật, tức là khi mà ông mang hàng hóa đến đó, đến một cái nhà của một người anh em, cái người anh em cọc chèo của ông cấp cô độc, cũng là một nhà triệu phú, thì đang chuẩn bị đón tiếp, tức là chuẩn bị những cái phẩm lễ vật để cúng dường trai tăng vào ngày hôm sau. Thì lúc đấy thì ông Anatha Bindika đến nơi và được biết là có Đức Phật ra đời, thì mới chỉ nghe đến cái từ Buddha hay là Phật Đà, thì ông đã cảm thấy cái sự hoan hỷ nó đã rúng động khắp toàn thân, và ông quyết định là đi tìm để gặp Đức Phật ngay trong ngày hôm đấy. Thì ngay trong lúc đấy, được cái vị triệu phú ở cái nơi đó nói rằng là cái giờ trời đã tối và ông hãy chờ đến sáng mai. Thì ông cấp cô độc này, ông ấy có cái nhân duyên mà với Đức Phật, cho nên là trong tâm ông luôn tưởng niệm đến cái từ Buddha, Buddha, và ông đã phát triển được cái định. Thì lúc này cái ánh sáng nó tỏa sáng khắp toàn thân, và trong đêm ông đang ngủ như thế, thì ông thấy cái ánh sáng nó sáng rực rỡ, ông tưởng là trời đã sáng rồi, và ông quyết định một mình đi tìm Đức Phật, chứ không thể đợi thêm được nữa. Và ông đã, cái nơi Đức Phật đang trú ngụ ở trong một cái khu rừng, và phải đi qua một cái nghĩa trang. Mặc dù vậy thì ông cấp cô độc ông vẫn quyết định đi. Trên đường đi đôi khi dẫm đạp phải những xác chết, và có những lúc cái tâm nó bị sợ, hoảng sợ, ghê sợ nó khởi lên,
và làm cho cái ánh sáng nó mờ đi và khiến cho ông định quay trở về. Thì cái lúc đấy có những vị chư thiên vẫn khuyến khích khích lệ ông là cứ tiếp tục đi. Thì lúc này ông cấp cô độc này, ông ấy trên đường đi ông ấy suy nghĩ rằng nếu như có một vị Phật sánh đẳng giác ra đời thì vị ấy sẽ biết đến tên của ta. Và ông chỉ nghĩ ở trong đầu rằng là nếu như thật sự Ngài là một vị Phật sánh đẳng giác thì Ngài hãy gọi đến một cái tên mà do cha mẹ đặt. Tức là ông cấp cô độc cũng có một cái tên do cha mẹ đặt, nhưng cái tên đó không ai gọi đến bao giờ. Và người ta chỉ gọi ông ấy bởi một cái danh hiệu mà thế gian đặt cho ông, cái tên gọi là ông cấp cô độc viên, bởi vì ông ấy hay làm việc từ thiện chu cấp cho những cái người cô đơn, cho những cái người không nơi nương tựa và cho những cái trẻ em mồ côi, cho nên được gọi là cấp cô độc viên. Còn ông có một cái tên thật do cha mẹ đặt thì người ta quên mất, không còn ai biết nữa. Và ông nghĩ trong đầu như thế, mà nếu như Đức Phật mà thật sự là có vị Phật sánh đẳng giác thì hãy gọi đến tên ta. Thì lúc đấy ông ấy đi đến cái tịnh xá thì Đức Phật cũng đang đi thiền hành ở bên ngoài. Và khi Đức Phật nhìn thấy, Đức Phật gọi ngay tên của ông ấy, này Suddhata hãy lại đây. Thì cái tên Suddhata thì đúng là cái tên cha mẹ ông đặt cho mà không ai biết đến. Thì ông cấp cô độc đã tỏ ra rất là có một cái niềm tin tuyệt đối. Đây là một vị Phật sánh đẳng giác và đã đến bên đảnh lễ và ngồi nghe pháp. Thì sau khi Đức Phật thuyết giảng cho ông một cái bài pháp thì ông đã chứng được sơ quả. Và lúc đấy thì ông ấy đã quy y với Đức Phật và ông ấy thỉnh Đức Phật sẽ dự cái bữa trai tăng. Ông cúng giảng vào ngày hôm sau. Và sau đó ông có thỉnh mời Đức Phật hãy sang cái thành Xá Vệ để thuyết giảng Phật pháp. Và ông ấy sẽ là một cái người hộ trì, hộ độ cho Đức Phật và chư tăng. Và ông ấy cấp cô độc đã trở về quê của mình, về cái thành Xá Vệ, đã để mua một cái khu đất để xây dựng lên cái ngôi tịnh xá. Thì đây là một cái khu đất có chủ sở hữu là một cái vị thái tử của vua Basenadi nước Kosala. Thì cái vị thái tử này đã đòi một cái giá rất là cao đối với cái khu đất này, vì đó là một cái khu đất rất là hợp lý, phù hợp, một cái khu đất không quá xa đối với thành thị mà cũng không quá gần, có nhiều những cái cây cối xum xuê, rất phù hợp để xây dựng một cái tịnh xá để cho Đức Phật có thể thuyết giảng Phật pháp và sẽ có đông đảo người dân thuận tiện đi lại để nghe pháp, và cũng là một cái nơi thuận tiện phù hợp để cho những người muốn tu tập hành trì giáo pháp, thực hành các cái pháp thiền chỉ quán phù hợp ở nơi đây. Vì vậy cho nên là ông thái tử Cheta này đã ra cái giá đó là rải vàng khắp mặt đất để mua cái khu vườn gần này. Và ông cấp cô độc, ông ấy cũng đã chấp nhận điều đó, lấy vàng ở trong kho ra rải khắp mặt đất. Và còn lại những cái cây thì ông cấp cô độc cũng đang suy nghĩ tính cái cách nào đó để mà bù vào những cái cây mà nó đang tức là có những cái hàng cây nó đang ở đó, thì ông phải tính toán cái cách nào đó để ông ấy lấy cái số vàng bù lại. Thì ông thái tử Cheta này đã phát tâm cúng dường tất cả những cái cây này và không bắt ông cấp cô độc phải trả những cái khoảng đất trống của những cái cây đó nữa. Cho nên là cái tịnh xá này có hai cái tên, đó là của hai vị thí chủ, đó là thí chủ Cheta hay là thái tử Kỳ Đà và thí chủ Anathabindika, tức là ông cấp cô độc. Cho nên là cái tịnh xá này có tên là tịnh xá Kỳ Viên. Và sau này thì ông cấp cô độc đã bỏ ra một cái số tiền lớn để mua cái mảnh đất này trị giá 180 triệu đồng tiền vàng. Và ông cũng bỏ ra 180 triệu đồng tiền vàng để xây dựng các cái công trình ở trong cái tịnh xá đó. Và ông cũng bỏ ra 180 triệu đồng tiền vàng để tổ chức cái lễ khánh thành cái ngôi Kỳ Viên tịnh xá này. Còn thái tử Cheta Kỳ Đà thì cũng đã bỏ ra cái số tiền 180 triệu đồng tiền vàng để xây dựng một cái cổng thành rất là nguy nga lộng lẫy, cũng như là những cái hàng cây
ở trong cái ngôi kỳ viên tịnh xá đó. Và cho nên là cái ngôi tịnh xá này thì là cái ngôi tịnh xá nổi tiếng nhất của đạo Phật, và hầu như Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều các cái bài kinh ở tại cái tịnh xá này. Và Đức Phật cũng đã trải qua gần 20 mùa an cư, tức là trải qua 19 mùa an cư, đã an cư ở tại tịnh xá này. Và vô số những các cái vị tỳ kheo tu tập cũng đã từng xuất gia tu tập hay là chứng đắc các cái đạo quả ở tại cái tịnh xá này. Và cái tịnh xá này vẫn còn nổi tiếng mãi cho đến ngày nay, đó là tịnh xá Kỳ Viên. Và nếu mà nói đầy đủ thì sẽ nói là tại Kỳ Đà Nâm, tức là cái rừng của ông Chê Ta, của ông Kỳ Đà, và vườn Alathamindika, tức là vườn của ông Cấp Cô Độc, hay là còn gọi nói vắn tắt đó là ở tịnh xá Kỳ Viên. Thì Đức Phật một thủa, tức là một thời Đức Phật ở tại đấy, thì trong một cái bài kinh thì sẽ nói đến cái thời gian Đức Phật thuyết giảng pháp và cái địa điểm mà Đức Phật thuyết giảng, cái địa điểm thuyết cái bài kinh đấy, và ai là cái người thuyết cái bài kinh đấy. Có khi có những cái bài kinh do chính Đức Phật thuyết giảng, nhưng mà cũng có một số bài kinh sẽ là do các vị trưởng lão, có thể đó là ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất, hoặc tôn giả Mục Kiền Niên, hoặc tôn giả A Nan, hoặc một vị trưởng lão nào đấy thời Đức Phật cũng có thể thuyết giảng những bài kinh. Thì trong một cái bài kinh đấy thì người chủ thuyết pháp chính là Đức Phật, và hội chúng nghe pháp là các vị tỳ kheo. Và cái nội dung của cái bài pháp này được gọi là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Thì lúc đấy Đức Phật đã gọi các tỳ kheo đến và thuyết giảng cái bài pháp này. Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng sự diệt tận các cái lậu hoặc. Thì sự diệt tận các cái lậu hoặc ở đây, thì cái từ lậu hoặc ở đây là chỉ cho những cái phiền não. Thì cái lậu hoặc ở đây ý muốn nói rằng là một thứ gì đó rất là bất tịnh, hay là rất là ô uế, rất là ô nhiễm, ghê gớm. Ví dụ như một cái gì đó mà nó được ủ kín lâu ngày thì nó sẽ bị mốc, nó sẽ bị lên men, và nó sẽ bị hôi thối, nó bị thối rữa, thối nát, hủ bại. Thì cái lậu hoặc ở đây ý muốn chỉ cho những cái phiền não nó được ngủ ngầm ở trong tâm từ rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tức là những cái phiền não này nó đã được chôn vùi, nó đã được ủ, đã được ấp ủ ở trong mỗi một cái chúng sinh, ở trong những người phàm phu, ở tất cả những cái chúng sinh phàm phu đã ấp ủ cái lậu hoặc này. Thì nó giống như là cái ung nhọt, nó đã được ấp ủ rất là lâu ngày nên nó rất là thối tha. Cho nên là những cái phiền não làm những cái gì đó rất là đáng ghê tởm, rất là đáng kinh tởm, ghê gớm, hôi thối, đáng buông bỏ đi, đáng gột rửa đi, đáng dứt trừ đi. Thì đó được gọi là, vì vậy cho nên là Đức Phật mới dùng cái từ các cái lậu hoặc để chỉ cho các cái phiền não đó. Thì cái lậu hoặc mà phân tích ra thì có thể là làm ba loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì cứ cái khi nào trong tâm của mình ấy, mà nó khởi lên một cái niệm tham dục, dục tham đối với cái cảnh trần, tham dục với sắc đẹp, với âm thanh, với mùi vị, với vị ngon, với cái sự xúc chạm ấy, tức là một cái người khởi lên một cái niệm tham dục, đó chính là lậu hoặc. Và những cái phiền não khác cũng là lậu hoặc, cho nên là tất cả những phiền não có cái dục, cho nên gọi là dục lậu. Đấy là một trong những cái lậu hoặc, hay là lậu hoặc nó chính là cái tham ái đối với những cái cảnh trần, thì đấy là lậu hoặc. Hữu lậu là những cái sự tham ái đối với lại các cái cảnh giới cao hơn ở cõi dục này, ví dụ như tham ái với cõi chư thiên. Như là một cái người mà sinh có ái với cõi phạm thiên, tức là cái dục lậu là tất cả chúng sinh ở cõi dục, thì đó là sáu cõi trời dục giới, cõi người và các cái cõi đọa xứ đều là cõi dục. Thì mình có tham ái với bất cứ một cái gì, với một cái cảnh mà ở cái cõi của mình, đó là dục lậu. Còn các vị phạm thiên đã ni dục,
nhưng mà các vị ấy vẫn còn tham ái với cái lạc thú ở cái cõi phạm thiên đó, thì cũng được gọi là dục, thì cũng được gọi là động. Ví dụ như là một cái người chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đấy gọi là các cái tầng thiền hữu sắc, hay cái tầng thiền sắc giới. Thì một cái người có tham ái với các cái tầng thiền đó thì cũng là hữu nợ. Thì đấy, hay là các cái tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mà nếu mà mình có những cái tham ái đối với các cái tầng thiền đấy thì cũng là hữu nợ. Vậy thì có tham ái với bất cứ một cái sự hiện hữu nào thì cũng đều gọi là nậu hoặc hết. Thì đấy nó cũng là nậu hoặc. Và nậu hoặc dẫn một cái chúng sinh đi tái sinh, đi luân hồi sinh tử. Vậy cho nên là có dục nậu, hữu nậu. Hữu nậu thì cũng bao gồm cả tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, hay là chúng sinh ở các cõi sắc giới, vô sắc giới đó mà có tham ái với cái cõi sống của mình thì đều là nậu hoặc. Còn ở cõi dục giới mà khởi lên những cái tham ái phiền não thì gọi là nậu hoặc. Thì đấy được gọi là dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Vô minh là cái sự không thấy các cái sự thật, không thấy các cái chân lý, hiểu sai các cái sự thật, sinh ra những cái tà kiến điên đảo. Như là cái vô thường thì lại tưởng là thường, cái khổ thì lại tưởng là lạc, cái ô uế bất tịnh thì lại tưởng nó là thanh tịnh, cái vô ngã thì tưởng là có cái tự ngã. Thì đấy được gọi là vô minh, là hiểu sai, không thấy, không biết các cái sự thật. Thì Đức Phật mới giảng dạy một cái pháp môn để đoạn trừ các cái lậu hoặc này, để đoạn trừ các cái dục lậu, đoạn trừ hữu lậu, đoạn trừ vô minh lậu này. Thế thì ai là cái người đã đoạn trừ được hết lậu hoặc? Thế thì trong kinh Đức Phật thường nói rằng là khi nào một cái vị thánh đệ tử đã tu hành thành mãn, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ hết kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Tức là khi nào mà một cái vị mà đã đoạn trừ hết các cái nậu hoặc, tức là một bậc A-la-hán. Thì có một bậc A-la-hán thì mới hết sạch các cái nậu hoặc, cho nên được gọi là bậc nậu tận. Hay là Đức Phật chứng được cái tam minh, thứ nhất là gọi là túc mạng minh, thấy được các cái đời sống quá khứ. Hai là thiên nhãn minh, thấy cái sự sinh tử của tất cả chúng sinh. Ba là nậu tận minh. Thì cái nậu tận minh ý, tức là một cái minh đoạn trừ được hết các nậu hoặc. Thì Đức Phật cũng đang giảng dạy một cái pháp môn để mà đạt trừ được đến cái tối cao, đến cái cao tột nhất trong cái giáo pháp của Đức Phật. Đó chính là đoạn trừ hết sạch các cái nậu hoặc. Thì đó có nghĩa là đây là cái con đường để chứng đạt, chứng đắc đến cái sự vô sinh bất tử, chứng đắc cái đạo quả A-la-hán tối thượng, chứ không phải là cái con đường nào khác. Thế nên là đấy là cái pháp gọi là đoạn trừ hết các cái nậu hoặc là như thế. Tức là nếu mà thành tựu được cái những cái điều mà Đức Phật dạy như trong bài kinh này thì có nghĩa là vị đấy sẽ thành tựu thành một cái bậc vô nậu, thành một cái bậc diệt trừ hết những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Thì Đức Phật dạy rằng là ta giảng sự diệt tận các nậu hoặc cho người biết, cho người thấy, chứ không phải cho người không biết và cho người không thấy. Thì Đức Phật giảng thì bây giờ nó có hai cái từ đó là biết và thấy. Thì Đức Phật giảng những cái pháp để đoạn trừ nậu hoặc là cho người biết và cho người thấy, chứ không phải cho người không biết không thấy. Thì cái từ biết và thấy nó khác nhau như thế nào? Thế nào là biết và thế nào là thấy? Thì biết ở đây là một cái mà mình có thể nghe nói đến một cái gì đó thì mình được gọi là biết. Ví dụ như là bây giờ có một người nào hỏi rằng là ở cái, một cái địa phương rất là xa mà mình chưa từng đi đến. Ví dụ như là có người hỏi là bạn có biết cái văn hóa ở bên châu Âu, ở bên châu Mỹ, châu Phi nó như thế nào không? Thì cái người đó mới bảo tôi có biết, vì tôi được học về cái văn hóa của các cái xứ sở đó, các cái quốc độ đó nên tôi biết. Nhưng mà người ta lại hỏi thế bạn đã từng đi đến đấy chưa? Thì người đó có thể nói là tôi chưa từng đến. Như thế thì mới chỉ gọi là biết nhưng chưa thấy. Đấy là và cũng có người thì nói rằng là tôi đã từng đi đến nơi đấy rồi và tôi đã từng thấy. Thì đấy được gọi là người đó là người có biết và có thấy. Vậy thì cái người nào mới chỉ gọi là nghe trên lý thuyết, học trên lý thuyết hoặc nghe người khác nói thì đấy mới gọi là biết.
còn mình chưa tận mắt tường tận chứng kiến, chưa có cái sự chưa thấy tận mắt, thì đấy được gọi là chưa thấy. Vậy thì có thể là mình biết nhưng mà mình chưa thấy, có thể là mình biết và mình sẽ thấy. Nhưng cũng có lấy một cái ví dụ khác là bây giờ có một cái người hỏi mình rằng là bây giờ trong kinh Đức Phật có dạy về 31 cõi, có những cái cõi đọa xứ, có những cái cõi thiên giới, có những cõi phạm thiên, thì đó là những cõi nào, thì bạn có biết không? Thì một người nói rằng tôi đọc trong sách tôi có biết, 31 cõi đó là có bốn cái cõi đọa xứ: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, rồi còn có năm cái cõi thiện ở cái dục giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới, và có 16 cái cõi sắc giới và 4 cái cõi vô sắc giới, tổng cộng là 31 cõi. Thì bây giờ người ta lại hỏi là thế anh đã thấy địa ngục chưa, đã thấy các cái cảnh giới chư thiên đó chưa? Thì người đó mà chưa từng thấy thì người đó sẽ trả lời tôi chưa thấy, tôi mới chỉ biết qua những cái bài thuyết pháp hoặc là qua những cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy thôi, chứ tôi chưa từng thấy địa ngục, chưa từng thấy các cái cảnh giới chư thiên đó. Thì như vậy cái người này mới chỉ là biết mà chưa thấy. Vậy thì cái người này mới chỉ biết thôi, chưa thấy, thì có thể là cái biết đó nó sẽ có nhiều cái lầm tưởng. Biết mà không thấy sẽ sinh ra rất nhiều lầm tưởng. Có thể là đến lúc mình thấy rồi nó sẽ khác, còn lúc đấy biết là mình hay có cái sự tưởng tượng, cho nên cái người mới chỉ là biết thôi, vẫn chỉ là tưởng chi. Còn khi nào thấy thì mới là tuệ chi, mới là thắng chi, rồi từ đó mới có thể đi đến cái sự liễu chi được. Vậy thì cái giáo pháp là cần phải biết và thấy, chứ chỉ có biết không là chưa đủ. Vậy cũng như vậy, Đức Phật đã giảng dạy về cái nỗi khổ đau, cái thân năm uẩn này là khổ đau, những cái nhân sinh ra khổ đau, cái niết bàn giải thoát khổ đau, và có cái bát sánh đạo là con đường đi đến giải thoát khổ đau. Vậy thì bây giờ một cái người có thể hỏi mình là mình đã được học về cái pháp năm uẩn chưa, học về cái danh sắc chưa, học về những cái pháp duyên sinh chưa, học về những cái niết bàn là cái gì, hay là cái con đường đi đến niết bàn là gì. Thì với một cái người mà có cái pháp học vững vàng, người đó có thể giải thích, có thể giảng nói lại những cái pháp đó một cách tường tận được. Người đó nói được thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt, thế nào là con đường đưa đến khổ diệt. Nhưng vậy thì người ta hỏi lại thêm, bạn đã thấy khổ chưa, thấy nhân sinh ra khổ chưa, thấy niết bàn chưa, và thấy con đường đi đến niết bàn chưa? Thì người đó có thể nói rằng tôi chỉ biết nhưng tôi chưa thấy, tôi chưa thấy niết bàn, tôi không biết là niết bàn nó như thế nào cả. Vậy thì như thế thì chưa đủ. Với cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật nói là ta giảng cái pháp để cho người biết, cho người thấy, chứ không phải là cho người không biết không thấy. Cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật giảng để cho mình biết, tức là lý thuyết, và sau đó mình nắm được cái lý thuyết rồi mình phải thực hành thì mới đi đến đoạn trừ cái nậu hoặc được. Pháp của Đức Phật là để đoạn trừ những phiền não, đoạn trừ các cái nậu hoặc. Đức Phật nói pháp trong suốt 45 năm, và Đức Phật nói ra rất nhiều kinh điển, rất nhiều pháp. Một người có thể ham học hỏi những cái pháp đó, có thể học thuộc lòng hết cả tam tạng thánh điển, điều đó là rất là quý. Nhưng mà nếu như chỉ có học thuộc, chỉ có thông thạo về cái pháp học, thì vị đó chỉ dừng lại ở cái biết mà chưa có đi đến cái thấy. Mà vì chỉ dừng lại ở cái biết, vị đấy không đoạn trừ được các nậu hoặc. Dục nậu vẫn sinh lên, hữu nậu vẫn sinh lên, và vô minh nậu vẫn sinh lên. Vậy thì dù có biết bao nhiêu đi chăng nữa, dù cái người đấy có cái học thức, có cái trình độ cao đến chừng nào đi chăng nữa, vì ấy không đoạn trừ được dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Vì không đoạn trừ được những cái dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu, vì ấy vẫn tái sinh, vẫn luân hồi sinh tử. Nếu như mà những cái nậu hoặc phiền não đấy nó mạnh, thì khiến cho vị đó vẫn phải đọa xuống các đọa xứ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Vì vậy có những nậu hoặc nó dẫn vào những cái đọa xứ, có những cái nậu hoặc thì nó khiến cho vị đó tái sinh về cõi người, có
có những cái nậu hoặc nó khiến cho vị đó tái sinh về thiên giới, có những cái nậu hoặc nó khiến cho vị đó tái sinh ở cõi phạm thiên. Nhưng mà còn nậu hoặc thì còn tái sinh, còn nậu hoặc thì còn luân hồi sinh tử. Chừng nào diệt trừ được nậu hoặc, chừng nào cắt đứt được nậu hoặc, chừng nào đoạn hết được nậu hoặc thì mới chấm dứt được tái sinh. Mà cái pháp của Đức Phật giảng dạy là để chấm dứt nậu hoặc, đoạn trừ các cái nậu hoặc. Cho nên là cái bài kinh này Đức Phật nói là kinh tất cả nậu hoặc, tức là kinh để đoạn trừ tất cả nậu hoặc, chứ không phải là Đức Phật chỉ nói về cái nậu hoặc, mà Đức Phật nói nguyên nhân sinh ra cái nậu hoặc, nói đến cái sự chấm dứt cái nậu hoặc, và nói đến cái con đường để chấm dứt cái nậu hoặc này. Thì đấy mới được gọi là tất cả nậu hoặc là như vậy. Thì Đức Phật giảng dạy cho người biết và cho người thấy, có nghĩa là cái người đấy học để biết, biết rồi cần phải tu tập, không phải là chỉ để tu tập một cách chơi chơi, mà phải tu tập cho đến khi thành tịnh, tức là chứng đạt, chứng ngộ, chứng đắc, để đoạn trừ được nậu hoặc rồi thì mới thôi. Chứ không phải gọi là chỉ tu tập một chút chút cho biết, mà cần phải tu tập cho đến sự rốt ráo, cho đến sự viên mãn, cho đến cái sự thành tựu của cái sự tu tập đó. Và phải lấy cái mục đích của cái con đường học cái pháp này là để đoạn trừ nậu hoặc, tu cái pháp này là để đoạn trừ nậu hoặc. Và khi nào đoạn trừ được nậu hoặc thì mới thành tựu, thì mới thành tựu được cái pháp mà Đức Phật muốn truyền trao lại cho thế gian này. Vậy thì đó là phải biết và phải thấy, những cái pháp cần phải thấy. Và Đức Phật giảng dạy là: này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các nậu hoặc cho người biết người thấy? Có như lý tác ý và người không như lý tác ý, thì có hai cái pháp. Người có như lý tác ý và người không như lý tác ý, thì cái người nào mà có không như lý tác ý, những cái cần phải tác ý, thì các nậu hoặc nó chưa sinh thì nó cũng sinh khởi, mà những nậu hoặc nào đã sinh khởi thì nó sẽ tăng trưởng. Còn nếu như một cái người nào biết như lý tác ý, thì những cái nậu hoặc chưa sinh không sinh khởi, mà những nậu hoặc nào đã sinh sẽ được diệt trừ. Thì như lý tác ý là làm sao, và phi như lý tác ý là làm sao? Như lý tác ý ở đây, tác ý ở đây có nghĩa là một cái sự nhận xét của mình về một cái vấn đề gì đó đúng thì được gọi là như lý tác ý. Mình nhận xét một cái gì đó sai là phi như lý tác ý. Bây giờ có rất là nhiều những cái cảnh ở trước mắt mình, mình nhận xét nó như thế nào, mình nhận định nó như thế nào, thì đó là do mình, quyền của mình. Mình có quyền nhận định nó. Ví dụ như là trước mắt mình, mình nhận định khi mình thấy một cái cảnh sắc đẹp, mình nghĩ rằng ôi cái cảnh này đẹp quá. Đấy là một cái sự nhận định của mình. Nhưng mà có cái người khác, người ta cũng nhìn vào cái cảnh đấy, người ta không, người ta lại nhận định khác, người ta bảo ôi cái này là bất tịnh, hôi thối, có gì mà đẹp. Đấy là một cách nhận định. Hoặc là cái người đó nhận định nghĩ nghĩ cái này là thường, là nạc, là ngã, là tịnh. Thì đấy được gọi là một cái cách nhận định, hay là một cái cách tác ý. Thì cái tác ý như vậy được gọi là phi như lý tác ý, tác ý sai. Còn cũng là những cái cảnh đó, một cái người có cái trí tuệ chân sánh thì tác ý nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Thì đó gọi là tác ý đúng. Tác ý đúng với sự thật của nó thì đó được gọi là như lý tác ý. Như một cái người mà thấy những cái cảnh hữu vi, thì tất cả những cái pháp gì là những cái pháp hữu vi, dù nó là tinh thần hay nó là vật chất ở trên cuộc đời này, nó luôn có một cái sự thật, đó là nó sinh diệt, nên nó là vô thường. Vì vô thường nó không trường tồn mãi, cho nên nó là khổ. Vì khổ cho nên nó là không có tự tánh, không có tự ngã. Vì nó cũng là một cái pháp bất tịnh, không có thanh tịnh. Còn chỉ có cái pháp vô vi niết bàn thì nó mới không có cái sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đấy thôi. Nên một cái người nào mà tác ý đúng, nhận xét đúng, suy xét đúng, nhận định đúng thì được gọi là như lý tác ý. Cái người nào mà nhận định sai, suy xét sai, phán đoán sai thì được gọi là phi như lý tác ý. Vậy thì nó có hai cái sự khác nhau như vậy. Cái người nào biết như lý tác ý thì các cái nậu hoặc được diệt trừ. Cái người nào không biết như lý tác ý thì cái nậu hoặc nó sẽ sinh khởi và nó sẽ tăng trưởng. Thì Đức Phật dạy là có những cái nậu hoặc thì do chi kiến, có những cái
được đoạn trừ. Có những lậu hoặc do phòng hộ, do kham nhẫn, do tránh né, do chịu thọ dụng, do trừ diệt và do tu tập được đoạn trừ. Vậy thì có 7 cái cách để đoạn trừ các cái lậu hoặc này, 7 cái phương pháp để đoạn trừ cái lậu hoặc này, trong cái nội dung của cái bài kinh này là sẽ Đức Phật sẽ chỉ dẫn một cách rõ ràng, một cách tường tận 7 cái phương pháp, 7 cái cách thức để mà đoạn trừ hết những cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu này. Và Đức Phật dạy tiếp về cái phương pháp thứ nhất, cái phương pháp thứ nhất để đoạn trừ các cái lậu hoặc, đó là các cái lậu hoặc do chi kiến được đoạn trừ. Sẽ lần lượt cả 7 cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc. Và Đức Phật nói lên cái phương pháp đầu tiên, đó là các cái lậu hoặc được đoạn trừ do chi kiến. Chi kiến ở đây là cái, ở đây được gọi là chi kiến, hay được còn gọi là một cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ này không phải là cái trí tuệ bình thường, ở đây được gọi là chánh trí. Mà cái trí tuệ này cũng là một cái trí tuệ siêu thế, một cái trí tuệ tuyệt đối mới đoạn trừ được các lậu hoặc. Chỉ khi nào mình thành tựu được những cái chánh trí, những cái trí tuệ siêu thế này mới đoạn trừ được lậu hoặc. Chứ còn cái trí tuệ hiệp thế không đoạn trừ được lậu hoặc. Mà cho nên là đây mới được gọi là chi kiến được đoạn trừ. Nếu như mình học ở trong thanh tịnh đạo, mình sẽ thấy có 7 cái con đường để đi đến thanh tịnh. Đó là giới thanh tịnh, thứ hai là tâm thanh tịnh, thứ ba là đoạn nghi thanh tịnh, rồi thứ bốn là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, thứ năm là đạo hành chi kiến thanh tịnh. Đến cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, và đến cái bước thứ 7 là chi kiến thanh tịnh. Thì cái sự phân chia như vậy, tức là giới thanh tịnh bước đầu, để đến tâm thanh tịnh là thứ hai, đoạn nghi thanh tịnh là thứ ba, để đến đạo phi đạo thanh tịnh là thứ tư, để đạo hành chi kiến thanh tịnh, rồi đến cái bước cuối cùng, đến cái bước thứ 7 được gọi là chi kiến thanh tịnh. Thì ở đây cái chi kiến thanh tịnh là tâm siêu thế. Thì ở trong này Đức Phật cũng dạy đến cái pháp gọi là chi kiến thanh tịnh này. Thì chi kiến thanh tịnh này cũng là cái tâm siêu thế, tức là cái trí tuệ giác ngộ các cái chân lý tứ thánh đế, nên được gọi là chi kiến thanh tịnh. Thì cái phương pháp đầu tiên để đoạn trừ được các lậu hoặc là do chi kiến được đoạn trừ. Thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp của các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục các pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ chi các pháp cần phải tác ý, không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Thì như thế nào là một cái người phàm phu, và như thế nào là một cái bậc đa văn thánh đệ tử? Thì như ở trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản thì đã nói rõ rồi. Lúc đã nói rõ về một cái người phàm phu ít nghe, tức là một cái người không thân cận các bậc chân nhân, cho nên là không được nghe những cái pháp, và không tu tập và không thành tựu được cái pháp giải thoát, cho nên được gọi là một cái vị phàm phu. Còn những cái người mà thân cận những bậc chân nhân, được nghe chánh pháp, tu tập và giác ngộ chánh pháp, thì được gọi là những bậc thánh đệ tử. Thì những cái người phàm phu do không tác ý đến những pháp cần phải tác ý, và tác ý đến những cái pháp không cần phải tác ý, cho nên là sinh ra các cái lậu hoặc. Và Đức Phật dạy là những cái pháp nào là cái pháp cần tác ý mà vị ấy không tác ý. Thì những cái pháp cần phải tác ý thì Đức Phật dạy rằng là vị ấy không có cái tác ý là ta có mặt hay không có mặt ở trong thời quá khứ, ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào, ta có mặt trong thời quá khứ với hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ, ta có mặt hay không có mặt ở trong thời bị lai, ta có mặt ở trong thời bị lai như thế nào, ta sẽ có mặt ở trong thời bị lai với hình vóc như thế nào, trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời bị lai. Hay ta bị ấy nghi ngờ ở trong hiện tại là ta có mặt hay không có mặt ở trong hiện tại, ta có mặt ở trong hiện tại này như thế nào, hình vóc như thế nào, chúng sinh này từ đâu đến và chết rồi nó sẽ đi về đâu.
Đấy là những cái cần tác ý. Mà nếu như một cái người nào không tác ý như vậy thì có nghĩa là cái người đấy không biết và không thấy đến những cái quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì ở đây là cái giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật thường hay giảng dạy những cái nghiệp nhân quả báo, nó vận hành từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến tương lai. Thì những người nào mà tạo những cái nhân thiện hay bất thiện ở trong quá khứ thì nó sẽ cho ra cái quả khổ đau hay là an vui ở hiện tại. Cái người nào mà tạo những cái nhân thiện hay bất thiện ở hiện tại thì nó sẽ cho ra cái quả báo an vui hay khổ đau ở trong tương lai. Thì một cái người mà có cái chi kiến, có cái sự tác ý về cái quá khứ, về hiện tại, về tương lai như vậy thì cái vị ấy cũng được gọi là một cái người có cái như lý tác ý về nghiệp và quả của nghiệp. Còn có cái những cái người, người ta không được nghe những cái giáo pháp này, người ta không biết, người ta không biết là có đời quá khứ hay không có đời quá khứ, có cái đời tương lai hay không có đời tương lai. Chính vì vậy mà ở trên đời này có nhiều cái tư tưởng khác nhau. Có những cái người, người ta nói rằng là do con người ta sinh ra trên đời là do Thượng Đế, người ta do ý muốn của một cái vị sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, một cái vị có cái quyền năng có thể hóa sinh ra những cái chúng sinh ở cõi đời này. Đấy là những cái người không tác ý đến đời quá khứ thì người ta có những cái tư tưởng như vậy. Đó là một cái kiến giải hay là đó cũng là một cái lộng hoặc của một cái người mà không có cái sự tác ý chân chánh, hay là nó sinh ra những cái tư tưởng sai lầm, những cái tà kiến mê lầm ở trên thế gian này. Vậy thì một người có thể được nghe giáo pháp vì đấy biết rằng là ngay trong cái lúc mà Đức Phật tu tập, Đức Phật chứng được túc mạng minh, đã nhớ được những cái đời sống quá khứ, thấy có Đức Phật chứng được thiên nhãn minh, đã thấy được cái sự chúng sinh chết chỗ này sanh về chỗ kia. Vậy thì cái người đấy được học giáo pháp, được nghe giáo pháp vì ấy biết là à, vậy là có đời quá khứ, có đời hiện tại, có đời tương lai, có cái nhân quả, có cái vận hành. Đấy là một cái người có học giáo pháp thì người ta có biết về đời quá khứ, biết về đời hiện tại và biết về từ tương lai. Nhưng mà vị đó có thấy không? Có thấy đời quá khứ, có thấy đời hiện tại và có thấy đời tương lai không? Vì vậy cái giáo pháp này chỉ dừng lại ở cái biết thôi thì vẫn không đoạn trừ được lậu hoặc, vẫn không đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Phiền não ấy vẫn khởi nên. Vị ấy có học giáo pháp, vị ấy có biết giáo pháp, dù cái biết đó là đúng thì vị ấy cũng giảm bớt đi được một chút lậu hoặc thôi, nhưng không đoạn trừ được nó. Đoạn trừ được nó thì làm sao? Vị ấy phải thấy được cái đời quá khứ, thấy được cái đời hiện tại, thấy được cái đời tương lai. Mà muốn thấy được quá khứ, hiện tại thì tương lai vị ấy phải làm sao? Vị ấy cũng cần phải tu tập để có được túc mạng trí, hay là để bằng những cái trí tuệ để thấy được những cái pháp duyên khởi, thấy được những cái pháp duyên sinh, để thấy được những nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, những nhân hiện tại mà nó sinh ra những cái quả tương lai. Như vậy đấy là cái người có cái tác ý, những cái cần phải tác ý, đó chính là tác ý về những cái nghiệp và quả của nghiệp. Vị đó học pháp để biết rằng có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Vị đó cũng cần phải hành pháp để chứng ngộ, chứng đạt và thấy được những cái quá khứ, thấy được hiện tại và thấy được tương lai. Thì đấy mới là cái con đường để đoạn trừ các lậu hoặc. Chứ chỉ biết thôi mà không thấy, không đoạn trừ được lậu hoặc. Vậy thì cho nên Đức Phật nhấn mạnh là cần phải biết và thấy, chứ không phải chỉ biết thôi mà không thấy thì chưa đủ, mà vừa phải biết và thấy. Thì cái người đấy có nghĩa là cần phải học và cần phải thực hành thì mới chứng ngộ được cái pháp đấy, mới đoạn trừ được cái lậu hoặc này. Vì cái sự tác ý như vậy thì những cái với người không có như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này nó sẽ khởi lên, đó là ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Đấy là nếu như một cái người mà không có tác ý đến quá khứ và tương lai như vậy thì vị ấy sẽ có tà kiến về cái tự ngã, vị ấy nói là ta có tự ngã, hay là ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân, do tự mình tưởng chi ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với vị ấy như thật như chân, do tự mình tưởng chi ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với vị ấy như thật như chân, hay là không do tự mình tưởng chi ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với vị ấy như thật như chân, không do tự mình tưởng chi ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với vị ấy như thật như chân.
Thế thì nó sẽ có hai cái loại tà kiến, đó là tà kiến tưởng rằng mình có cái tự ngã. Tự ngã ở đây có nghĩa là người đấy nghĩ rằng sau khi chết mình sẽ còn một cái linh hồn nó tồn tại vĩnh hằng bất tử. Đấy là tưởng chi mình có tự ngã. Hay là những cái tự ngã tức là cho rằng sẽ có một cái nó tồn tại vĩnh hằng vĩnh viễn. Người ta nghĩ rằng sẽ có một cái cõi vĩnh hằng mà có cái linh hồn của một người chết sẽ sống ở đó. Một là sống trên thiên đàng vĩnh hằng, hai là đọa xuống địa ngục vĩnh hằng. Thì đấy được gọi là chấp thường, đó được gọi là chấp có tự ngã. Đó là một loại tưởng chi, đó cũng là một cái loại nậu hoặc, đó là một cái loại tà kiến sai lầm. Hoặc là có những cái người vì không có tác ý đến cái đời quá khứ hiện tại tương lai, người ta có một theo một cái thuyết đó gọi là thuyết chấp đoạn, nói rằng ta không có tự ngã, rồi là vì ấy tưởng chi rằng ta không có tự ngã, có nghĩa là chết rồi là hết, không có ai sinh ra ta, ngẫu nhiên cha mẹ sinh ra, mai mốt chết rồi không còn gì nữa, không có cái đời sau, không có cái sự tồn tại, chỉ có cái vật chất này thôi mà không có cái ý thức gì cả. Tức là cái người đấy theo một cái thuyết hoàn toàn là vô thần vô tâm, tức là chỉ có cái vật chất thể xác này và nó chết rồi nó hết luôn, không còn cái gì nữa, cho nên là sống ngày nào thì biết ngày đấy. Người nào mà tạo ra tội lỗi chết cũng hết, người nào tạo ra công đức phước lành chết cũng hết, có nghĩa là người đấy phủ nhận hoàn toàn những về cái nhân quả nghiệp báo, không có đời quá khứ, không có đời tương lai. Hiện tại này nó chỉ ngẫu nhiên nó sinh ra, nó giống như là cái cây cỏ nó vô tình nó mọc lên thì nó chết thì nó hết. Cái con người, cái thân thể này cũng thế, tự nhiên đủ nhân duyên thì nó mọc lên thì xong rồi nó diệt đi là hết sạch, không có nhân không có quả, làm thiện cũng như làm ác. Thì cái người mà có cái tư tưởng chấp đoạn như thế thì người ta hay sống chạy theo những cái dục vọng và người ta không sợ tội lỗi. Thì người ta nghĩ rằng là nó có cái sự trừng phạt gì đâu mà có cái nhân quả gì đâu mà. Cho nên là ngay từ thời Đức Phật cũng có những cái tư tưởng, có những cái người người ta có những cái học thuyết này, có những cái vị có những cái vị đạo sĩ người ta có cái tư tưởng là dầu cho một cái người chém giết, dạy người chém giết, hoan hỉ với sự chém giết, dùng những cỗ máy mà nghiền nát những cái người ở bên bờ, đi bên cái bờ bên này sông Hằng chém giết như vậy. Và một cái người đi ở bên bờ bên kia sông Hằng bố thí, dạy người bố thí, bảo người bố thí, làm tất cả những việc công đức phước này, rồi đến lúc chết hai người đấy cũng như nhau, đồng đẳng như nhau, không hơn không kém. Đấy là một cái loại tà kiến cho rằng không có tự ngã. Không có tự ngã là thế, người đấy sống không sợ tội lỗi, chẳng cần phải làm phước, mà người ta nghĩ là chỉ có đời này thôi. Đấy là hai cái loại tà kiến, một là chấp thường hay là chấp đoạn, chấp có tự ngã hay là chấp không có tự ngã. Thì cái tà kiến này do tự vị đó khởi lên, hoặc do người khác xúi dục mà khởi lên, hoặc là không do tự mình mà do những cái tư tưởng, những cái học thuyết, những cái do mình thân cận những cái bậc tà nhân, những bậc phi chân nhân họ trau dồi cho, truyền đạt cho những cái tư tưởng tà kiến, rồi mình bị ảnh hưởng với những cái tư tưởng tà kiến đó. Thì đấy được gọi là những cái bậc, những cái người phàm phu không tác ý đến những cái pháp cần phải tác ý, mà lại tác ý những cái pháp không cần phải tác ý, cho nên nó khởi lên những cái tà kiến như vậy. Chính vì những cái tà kiến nó khởi lên như vậy, cho nên rằng là nó sinh ra những cái tư tưởng ở trên cuộc đời. Chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú thường hằng tồn tại không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến. Và kiến chủ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Tức là từ những cái tà kiến chấp thường và chấp đoạn đấy, rồi ở trên đời này bắt đầu sinh ra những cái tà kiến, kiến chủ lâm, kiến hoang vu. Chủ lâm ở đây có nghĩa là những cái tư tưởng nó rối ren ở trên đời này. Mỗi người có một tư tưởng, vì vậy tại sao mình thấy rằng là ở trên đời này cứ người này cãi nhau với người kia, cha mẹ với con cái cũng có khi cãi nhau, con với cha nói chuyện với nhau vài câu là bắt đầu cãi nhau, vợ với chồng nói chuyện với nhau vài câu là cãi nhau, vua với tôi nói chuyện vài câu là cãi nhau, rồi là tất cả những bạn bè hay là tất cả những người với người
luôn luôn có cái sự cãi cọ nhau, bởi vì mỗi người có một cái chi kiến khác nhau, mỗi người có cái tư tưởng khác nhau, mỗi người có cái nhận định khác nhau. Vì vậy cho nên bởi vì những cái chi kiến ở con người nó rối ren là do những người đấy không thấy sự thật, thấy một cách hỗn loạn, tức là những cái tư tưởng, những cái tà kiến ở trên cuộc đời này rất là hỗn loạn. Cho nên là Đức Phật trong một cái bài kinh khác, Đức Phật nói là thế gian này vì không liễu chi được cái pháp duyên khởi, tức là không liễu chi được những cái pháp về những cái quá khứ, hiện tại và tương lai, những cái pháp duyên khởi đó, không liễu chi, không thấy được cái pháp đó, cho nên là chúng sinh mới rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Thì những cái chi kiến ở trên cuộc đời nó rối ren như vậy, cho nên là nó không có cái đường đi nối về, rối như ở trong rừng, nên được gọi là kiến chủ nâm, kiến hoang vu. Hoang vu giống như trên sa mạc ấy, không có người đi lại, không có đường, có nối nào rõ ràng. Một người mà lạc ở trong rừng thì người đấy cũng có quanh quẩn ở trong đấy, không biết đường nào mà đi ra ngoài, rồi cũng chết ở trong đấy. Vì vậy thì một cái người mà không thấy được cái con đường chân chánh thì cũng bị quẩn quanh ở trong những cái tà kiến đấy và cứ chìm đắm ở trong sinh tử. Một cái người mà giống như đi trên sa mạc, không có cái con đường nào, không biết con đường nào để đi, cứ đi loanh quanh ở trên sa mạc rồi chết trên sa mạc. Cũng vậy, chúng sinh này không thấy được những cái con đường chân chánh, không biết con đường nào để đi đến cái hạnh phúc an vui, cho nên cứ quẩn quanh ở trong sinh tử. Cho nên đấy mới được gọi là kiến chủ nâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp và kiến kiết phược. Kiến hoang vu này, kiến hí luận, tức là khi người ta ngồi với nhau, người ta đàm luận với nhau. Nhất là cái thời bây giờ, cái hí luận này nó mới khủng khiếp này, bởi vì nó rất là nhiều những cái truyền thông, những cái mạng thông tin nó bùng nổ, nó khắp nơi, thì nó toàn là hí luận không ạ. Cứ người này viết một cái bài hay là nói lên một cái tư tưởng của mình, cái người kia có những cái bài báo, có những cái gọi là radio, rồi là TV, rồi là điện thoại, rồi internet, rồi là sách vở, rồi là những cái cuộc họp hành bàn luận đủ mọi cái chuyện, mọi cái thứ trên cuộc đời cùng một vấn đề, nhưng mỗi người sẽ nhận định một cách khác nhau, sẽ phân tích một cách khác nhau, sẽ luận giải một cách khác nhau, nhưng không có cái sự đồng nhất, thống nhất với nhau, cho nên tranh cãi nhau. Rồi từ cái sự tranh cãi, từ cái sự bất đồng tư tưởng, bất đồng ý kiến, bất đồng quan điểm đấy, bắt đầu sinh ra đánh nhau. Có thể là người với người này với người kia bắt đầu hiểm thủ đánh nhau, rồi từ cái quốc gia này đánh nhau với quốc gia khác, cũng vì bất đồng tư tưởng, bất đồng ý kiến, bất đồng cái chánh kiến với nhau. Thì mỗi người có một cái nhìn nhận, mỗi người có những cái quan điểm khác biệt với nhau, do không đồng thuận được những cái quan điểm đấy, cho nên là đánh nhau, cho nên mới gọi là kiến tranh chấp đấy, từ những cái chi kiến, từ những cái tư tưởng khác nhau đấy sinh ra đánh nhau, sinh ra chiến tranh, sinh ra hận thù. Và từ ngàn xưa đến nay nó vẫn cứ thế hoài, vẫn cứ có những cái sự đấu đá, cũng có sự chiến đấu đấy. Chính là vì con người ta không có thấy được các cái sự thật, toàn là thấy những cái giả. Cái này người này cho rằng tôi mới là đúng, người kia cũng cho rằng cái con đường của tôi là đúng, cái suy nghĩ của tôi là đúng, hành động tôi đúng, người kia, nhưng mà tất cả những người ấy đều sai hết, chỉ có các bậc thánh nhân mới đúng. Vì đấy là các bậc thánh nhân không đánh nhau, không chửi nhau, không có cãi nhau, chỉ có phàm nhân mới đánh nhau, phàm nhân mới cãi nhau, mới chửi nhau, mới tranh luận với nhau, chứ mà thánh nhân không có tranh luận, không có hơn thua, không có đấu đá. Cho nên là có thể là có những cái người ta bất đồng quan điểm cả với các bậc thánh nhân, người ta cũng có thể truy sát, người ta có thể giết các bậc thánh nhân cũng có, nhưng mà các bậc thánh nhân đi giết người khác là không có. Vì vậy nên là thời Đức Phật có người vẫn truy lùng mà ám sát Đức Phật như Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà không có cái chuyện mà Đức Phật lại ám sát hay là có những bậc A-la-hán, có những bậc thánh nhân hữu học vẫn bị người ta giết hại vì bất đồng quan điểm, bất đồng tư tưởng, nhưng mà không có một cái bậc thánh nhân nào mà đi tàn sát người khác. Vì vậy cho nên là chỉ có những bậc thánh nhân mới thoát ra khỏi những cái kiến chủ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược này, mới thoát ra khỏi những cái phiền não này. Bởi vì một cái người mà không thấy được các sự thật thì cứ chìm đắm ở trong những cái tư tưởng rối ren ở trên cuộc đời. Cho nên là trên cuộc đời này mà bảo xây dựng một cái thế giới hòa bình, không có chiến tranh,
không có hận thù, không có đấu đá, không có hơn thua, bằng con đường nào, bằng cách thức nào? Đó là bằng cái cách thức là tất cả mọi người hãy tu tập giác ngộ trở thành thánh nhân hết, thì mới không, mới hết chiến tranh, mới hết đấu đá, mới hết hơn thua, mới hết tranh giành. Chứ còn là phàm phu thì chưa thấy được những cái sự thật tột cùng, cho nên còn những cái lậu hoặc, còn phiền não, còn những cái tư tưởng rối ren, còn mỗi người một cái nhận định nó rối loạn như ở trong rừng, như ở hoang bãi sa mạc ấy. Không có cái con đường thống nhất nào hết, cho nên là cái cõi đời này còn đầy rẫy những khổ đau, còn những cái nguy hiểm, chứ chưa thể thoát được. Và Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, bị trói buộc bởi kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe, không giải thoát khỏi sinh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Nên ngày nào mình còn bị những kiết sử này. Kiết sử là những cái phiền não, là những cái kiết sử, hay là gọi là cái dây trói buộc. Nó còn trói buộc cái người đấy ở trong cái luân hồi tái sinh, hay là một cái thức, hay còn gọi là nó đi đầu thai, đi tái sinh, thì được gọi là kiết sanh thức. Từ là cái thức đấy nó còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ, tức là còn những cái chấp thủ, còn những cái tà kiến, cho nên là nó còn đi tái sinh. Còn tái sinh thì còn phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu bi khổ ưu não, cho nên là còn khổ đau. Vì vậy đấy được gọi là những cái kiến kiết phược, là những cái tư tưởng, hay là những cái phiền não luôn, được gọi là những cái kiết phược, phiền não luôn đấy, là còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ, nghĩ rằng là ta của ta, tự ngã của ta, cho nên rằng nó còn có cái sự hơn thua đấu đá, thì còn khổ đau lâu dài. Và Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ chi các pháp cần phải tác ý, tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Vị ấy nhờ tuệ chi các pháp cần phải tác ý và các pháp không cần phải tác ý, nên cần phải tác ý và nhờ tuệ chi các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ chi các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần tác ý và vị ấy không tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào do tác ý mà dục nộng chưa sanh, được sanh khởi? Dục nộng đã sanh được tăng trưởng, hay hữu nộng chưa sanh được sanh khởi? Hữu nộng đã sanh được tăng trưởng, vô minh nộng chưa sanh được sanh khởi, vô minh nộng đã sanh được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý, vị ấy không tác ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào mà do tác ý các dục nộng không sanh, không sanh khởi, hay dục nộng đã sanh được trừ diệt, hay hữu nộng chưa sanh không sanh khởi và được trừ diệt, vô minh nộng chưa sanh không sanh khởi và vô minh nộng đã sanh được trừ diệt? Đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy cần tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý, các pháp không cần phải tác ý. Tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Vị ấy tác ý, đây là khổ như lý tác ý, đây là khổ tập như lý tác ý, đây là khổ diệt như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. Thì Đức Phật dạy là một cái vị đa văn thánh đệ tử, vị ấy sẽ biết những cái gì nên tác ý và bỏ qua những cái gì không nên tác ý. Những cái không nên tác ý đó là những cái mà mình tác ý một cách sai lầm, như là những cái vô thường thì tác ý là thường, cái khổ tác ý là lạc, cái vô ngã tác ý là ngã, cái bất tịnh thì tác ý là thanh tịnh. Thì đấy là những cái mà không nên tác ý, mình tránh, đừng có tác ý nó, đừng có để tâm đến nó. Ví dụ như là mình không có chạy theo những cái ngoại cảnh, những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc đấy, để mình không có bị nó làm cho mình mê hoặc những cái cảnh đó. Hoặc là mình có thấy nó thì mình tác ý nó một cách chân chánh, thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì đấy là những cái mà mình nên tác ý.
khi mà các cái căn nó tiếp xúc với các cảnh thì mình luôn luôn có cái chân chánh tác ý. Nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì nó sẽ không sinh lên những dục nợ, không sinh lên những cái hữu nợ hay là những cái vô minh nợ, nó không bị, nó không sinh lên. Còn nếu như mà mình không khéo tác ý thì nó sẽ sinh lên. Những cái nợ hoặc chưa sinh thì mình tác ý làm sao để cho nó không sinh. Những cái nợ hoặc nào đã sinh lên rồi thì tác ý làm sao để nó được trừ diệt. Thì cái cần phải tác ý mà vị ấy nên tác ý, đó là tác ý về khổ, tác ý về các cái nhân sinh ra khổ, về khổ tập, tác ý về khổ diệt và tác ý về con đường đưa đến khổ diệt. Thì nhờ tác ý như vậy, ba kiết sử được diệt trừ, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Tức là cái lúc này là cần phải tu tập để chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, cần phải tu tập để chứng ngộ được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đấy là những cái mà cần phải chứng ngộ. Muốn chứng ngộ được bốn cái sự thật này đâu phải dễ. Đây là chứng, là chứng đắc được đạo quả. Chứng đắc được cái đạo quả đầu tiên được gọi là sơ quả, thì vị ấy đoạn trừ được ba cái kiết sử, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Đấy là vị đấy trở thành một cái bậc dự niu. Thì vị ấy được gọi là dùng cái trí tuệ siêu thế đó, dùng cái trí tuệ giác ngộ đó để đoạn trừ các cái nậu hoặc. Nhưng mà có phải là, nhưng mà cái con đường để mà thành tựu được cái trí tuệ này, cái con đường để mà thấy được khổ này, để thấy được khổ tập, để thấy khổ diệt, để thấy con đường đưa đến khổ diệt này, đâu phải là chỉ nói như thế, đâu phải là mình muốn như thế mà được như thế, mà cần phải có cái đạo nộ, cần phải có con đường, cần phải có cái phương pháp, cần phải có cái sự tuần tự thực hành thì mới thành tựu được những cái trí tuệ này, chứ đâu phải dễ. Thế thì bây giờ mình biết, thì nếu mà mình học giáo pháp thì mình biết là đúng là để mà giác ngộ được chân lý tứ thánh đế thì sẽ đoạn trừ được những cái phiền não, những cái lậu hoặc ngủ ở trong tâm. Nhưng mà để mà giác ngộ được chân lý tứ thánh đế này thì cần phải làm sao, thì cần phải tu tập như thế nào, thì cần phải tuần tự, cần phải có những bước tu tập tiếp theo. Cho nên là Đức Phật phải dạy cái cách tiếp theo này. Cái thứ nhất là do chi, cái nậu hoặc cần phải do chi kiến được đoạn trừ. Rồi Đức Phật cũng dạy là có những nậu hoặc cần phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những cái nậu hoặc cần phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những nậu hoặc cần phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những nậu hoặc cần phải do tránh né được đoạn trừ, có những cái nậu hoặc cần do từ bỏ được đoạn trừ, có những cái nợ hoặc cần phải do tu tập được đoạn trừ. Thì đó chính là những cái bước tiếp theo. Những cái bước này là những cái bước tu tập để mà thành tựu được cái chi kiến, chứ không phải là dễ dàng để mà thành tựu được chi kiến. Ví dụ như là có một cái người làm một cái công việc, mình muốn có một cái khoản thu nhập, tức là muốn có một cái khoản tiền nào đấy mình cần đi làm việc, tức là giống như là một cái người thợ, một cái người thợ xây muốn đi làm một cái việc, công việc gì đó để kiếm tiền. Thì một cái người chủ đến, gọi đến và nói rằng: này người thợ kia, hãy xây dựng cho ta, hãy đến làm việc cho ta và ta sẽ trả ông một cái số tiền rất là cao, là 100 triệu hay là nhiều hơn. Thì cái người đó, cái người chủ đó nói là cái số tiền là hãy làm việc cho ta sẽ trả cái số tiền này, nhưng mà phải xây cho ta một cái ngôi nhà ở, một cái ngôi nhà khách, một cái ngôi nhà kho, một cái nhà bếp, để tất cả những cái công trình này sau khi hoàn thiện ta mới trả số tiền này. Cũng như vậy thì Đức Phật thường nói ra cái thành quả của cái sự tu tập, sau đó Đức Phật mới nói con đường cần phải tu tập để đạt được đến cái thành quả đấy. Cũng như là trong cái pháp tứ diệu đế thì Đức Phật nói về khổ, về khổ tập, về cái sự diệt khổ chính là cái thành quả của cái con đường tu tập. Và sau đó Đức Phật mới nói đến cái con đường tu tập đó, tức là muốn thoát khổ đau thì cần phải tìm ra nguyên nhân của khổ đau, muốn đạt được cái sự an lạc thì cần phải tu tập theo cái lộ trình, theo cái con đường chánh đạo này. Cũng như vậy, một cái người muốn đoạn trừ được nậu hoặc thì cần phải có cái chánh kiến, cần phải có cái sự giác ngộ, tức là cần phải có cái trí tuệ giác ngộ. Và muốn có được cái trí tuệ giác ngộ thì bây giờ lại cần phải tuần tự thực hành những cái pháp tiếp theo. Thì Đức Phật mới dạy tiếp là có những nậu hoặc cần phải do
phòng hộ được đoạn trừ. Thì cái lậu hoặc mà do cái, những cái bước tiếp theo là do cái bước đầu tiên là cái lậu hoặc cần phải do chi kiến. Chi kiến ở đây chính là thánh đạo và thánh quả. Mà muốn có được thánh đạo và thánh quả thì cái vị đấy cần cần phải có những cái tuệ. Muốn đạt được đến cái tuệ quả thì cần phải có tuệ đạo. Muốn đạt được đến cái tuệ đạo thì cái vị đấy phải trải qua cái tuệ chuyển tộc. Muốn có cái trải qua cái tuệ chuyển tộc thì vị đấy phải có cái tuệ thuận thứ. Rồi muốn có được cái tuệ thuận thứ đấy, vị đấy cần trải qua cái tuệ về hành xả. Rồi để có cái tuệ hành xả, đạt đến cái tuệ hành xả, vị ấy cần phải trải qua cái tuệ giản trạch. Đạt đến tuệ giản trạch thì vị ấy cần trải qua cái tuệ về cái tuệ dục thoát. Rồi vị ấy trước đó phải có cái tuệ nhàm chán, rồi là tuệ quá hoạn, tuệ kinh quý, tuệ tan hoại, tuệ sinh diệt, tuệ tam tướng, tuệ quán sát nhân duyên, tuệ thẩm sát tam tướng. Tức là vị ấy cần phải có những cái chi kiến tu tập từ thấp đến cao. Tức là vị đấy cần phải phân tích ra được danh và sắc. Đấy được gọi là cái tuệ quán phân tích danh sắc. Rồi từ cái tuệ phân tích danh sắc đấy, vị ấy mới quán về những cái đời sống quá khứ. Vị ấy phân tích ra được những cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, nhân hiện tại sinh ra quả tương lai. Thì đó là vị đấy thành tựu được cái tuệ quán sát nhân duyên. Rồi vị ấy mới quán được cái tính vô thường khổ vô ngã trên danh sắc đấy là tuệ toán sát tam tướng. Rồi vị ấy có thể quán được cái tuệ sinh diệt, rồi nó mới sinh ra cái tuệ tan hoại. Rồi dần dần cứ tuần tự tu tập như vậy, vị ấy mới đạt được đến cái tuệ đạo, tuệ quả. Thì cái tuệ như vậy được gọi là cái trên chi kiến, cái đến cái tuệ giác ngộ được chân lý tứ thánh đế là tuệ đạo, tuệ quả đấy, thì được gọi là cái chi kiến. Thì chính cái chi kiến đó, cái tuệ đạo đó, nó mới đoạn trừ được cái lậu hoặc thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này. Nhưng mà để mà phân biệt ra được danh sắc, để quan sát được nhân duyên, để mà thẩm sát được tam tướng này, thì vị ấy cần phải phát triển những cái tuệ này trên một cái nội tâm thanh tịnh, thuần tịnh, siêu nhân. Cái tâm đấy phải là một cái tâm ni dục, phải là một cái tâm không có các triển cái. Thì muốn những cái tâm nó có định tĩnh đấy, có thể đó là vị đấy phải dựa vào những cái tâm có trải qua các tầng thiền, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì nó mới xuất ra khỏi các tầng thiền đó, vì nó mới phân tích ra được danh sắc này. Hoặc là vị đó phải trải qua cận hành định, hoặc là trải qua những cái sát na định. Mà muốn có được những cái tâm nó định tĩnh như vậy để mà phát triển được cái trí tuệ, đạt đến cái sự đến cái tuệ cao nhất như thế, thì vị ấy cần phải phòng hộ các căn. Cho nên là ở cái pháp thứ hai, Đức Phật dạy là có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Như ở đây tỳ kheo Như Lý Giác Sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của con mắt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống không phòng hộ với sự phòng hộ của con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ của con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vì ấy Như Lý Giác Sát sống phòng hộ với sự phòng hộ của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Thì khi mà phòng hộ được những cái các căn như vậy thì những cái phiền não, những cái lậu hoặc nó cũng giảm bớt đi. Nhưng một người mà không phòng hộ các cái căn như vậy thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này nó sẽ khởi lên rất là mạnh. Những cái phiền não nó sẽ khởi lên, những cái tham dục đối với cái các cảnh trần này nó khởi lên. Còn vị ấy có phòng hộ với các căn như thế, cho nên là cái người đấy không có ngó nghiêng nhìn những cái cảnh không đáng nhìn, nghe những cái âm thanh không đáng nghe, và tránh xa những cái sự hấp dẫn, những cái cảnh mà nó khiến cho tâm mình bị loạn động. Thì đấy là có cái sự phòng hộ. Nhờ có cái phòng hộ như vậy thì chánh niệm được sinh khởi. Nhờ có chánh niệm thì tâm sẽ được định tĩnh. Nhờ tâm có định tĩnh thì mới phát triển được cái trí tuệ, đi đến giác ngộ, đi đến chi kiến để đoạn trừ các lậu hoặc. Vì vậy cho nên là có những lậu hoặc cần phải do phòng hộ được đoạn trừ, và có những cái lậu hoặc cần phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thọ dụng ở đây có nghĩa là mình thọ
dụng những cái vật dụng hàng ngày, những cái vật dụng hàng ngày, như là vị ấy thọ dụng một cách chân chánh và không có thọ dụng một cách bất chánh. Thọ dụng một cách chân chánh tức là vị đó luôn luôn quan sát, như là ta thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới không sinh khởi, và sẽ không lầm lỗi, ta sống được an lành. Vậy thì một cái người mình thọ dụng thức ăn thì phải như lý giác sát về cái sự thọ dụng thức ăn đó. Thọ dụng y phục phải như lý giác sát về cái sự thọ dụng về y phục đó, để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ mũi mòng, để cho cái thân này được an ổn. Thọ dụng về sàng quạng hay là về cái chỗ ở, mình cũng phải như lý giác sát để phòng hộ cho cái thân này tránh khỏi những cái phong thổ tứ thời, và chỉ vì cái mục đích độc cư an tịnh. Thì đó là cái chân chánh thọ dụng những cái vật dụng như thế. Thì những cái dục tham đối với các cái vật dụng nó không khởi lên, nó không tham đắm nhiễm vào với thức ăn, nó không đắm nhiễm vào y phục, không đắm nhiễm vào cái sàng tọa và dược phẩm đó. Thì nếu như mình còn tham đắm nhiễm vào những cái vật dụng đó thì những cái dục lậu nó sẽ khởi lên. Còn nếu như mình quan sát để mình chi túc, mình không có tham đắm một cách thái quá, thì những cái dục lậu đấy nó cũng bớt khởi lên. Và có những cái dục lậu nó được trừ diệt là do kham nhẫn được đoạn trừ. Ở đây bị ấy như lý giác sát kham nhẫn đối với nóng lạnh đói khát, sự xúc phạm của ruồi muỗi và sức nóng mặt trời, các loài bò sát kham nhẫn những cái lời nói mị mạ nị phỉ báng. Vì ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ khốc liệt, đau nhói nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các nậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Và nếu như vị ấy kham nhẫn như vậy, các nậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không sinh khởi nữa. Đó là các nậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ. Có những khi mà mình là một cái người mà không biết kham nhẫn, thì khi mình đói một tí là cái người đấy hay sẽ nổi giận, nổi sân, đòi ăn và sẽ mắng nhiếc những cái người xung quanh nếu không cho mình ăn. Có những người thì hơi thấy trời nóng hay trời lạnh một tí là cái người đấy đã cảm thấy kêu na khó chịu, thì đấy chính là những cái phiền não nó sinh lên do thiếu sự kham nhẫn. Hay là có những cái người mà không có sự kham nhẫn, thấy những người khác người ta nói một đụng chạm đến cái danh dự của mình một chút thôi là mình đã khởi lên cái tâm chống đối, khởi lên những cái lời nói chống đối, thấy người ta nói xấu mình rồi mình na mắng, rồi là sinh ra cái sự tranh cãi, rồi sinh ra những cái phiền não, sinh ra những cái ảo não, sinh ra những cái sự buồn phiền, cũng nhờ vì mình không có sự kham nhẫn đối với cái lời nói xúc phạm mạ nị của người khác. Hoặc là cái người đấy không có kham nhẫn thì bị người khác trêu chọc rồi mình khởi lên cái phiền não, hoặc là bị người khác đánh đập rồi khởi lên các cái phiền não. Nên là Đức Phật dạy dù có người nào đó có đến cắt thịt của mình, cắt từng cái miếng thịt của mình, cũng phải kham nhẫn, cũng phải kham nhẫn, đừng để cho sân hận nó khởi lên, đừng để cho những phiền não nó khởi lên. Vậy người đấy phải có một cái sự kham nhẫn ở cái mức cao độ thì cũng sẽ làm cho cái những cái nậu hoặc nó được trừ diệt. Và nhất là cái người đang trên cái con đường tu tập, đôi khi là mình phải kham nhẫn đối với những cái môi trường, đối với những cái hoàn cảnh, đối với lại những cái con người ở xung quanh mình. Thì có những cái người ta gây sự với mình cũng phải kham nhẫn. Nhưng nếu không kham nhẫn mình gây sự lại, hai bên gây sự sẽ sinh ra đánh nhau, sinh ra bất hòa, sinh ra mâu thuẫn, rồi hai bên đánh nhau sinh ra sự đả thương nhau, rồi là làm tổn hại cả về tinh thần và thể xác, không được lợi lạc gì. Vậy thì người đấy phải có kham nhẫn cả với sự mũi mỏng đốt nó chích mình, với cái thời tiết nóng quá, lạnh quá, phải kham nhẫn mới tu tập, mới thực hành được cái giáo pháp này, không kham nhẫn thì không thực hành được. Vậy thì người nào mà có cái sức kham nhẫn cao, người đấy sẽ bớt phiền não, ít khởi lên phiền não. Người nào mà không có kham nhẫn thì người đấy hay phiền não, hay bất mãn, hay chán nản, hay giận hờn và không có thành tựu được cái con đường tu tập này. Đấy là cái phương pháp thứ 4 là phải do kham nhẫn để đoạn trừ các nậu hoặc. Và đến cái phương pháp thứ 5
để đoạn trừ các đậu hoặc, thì Đức Phật dạy là: này các tỳ kheo, thế nào là các đậu hoặc phải cho tránh né được đoạn trừ? Ở đây các tỳ kheo như lý giác sát: tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn khúc cây gai góc hố sâu, núi cao ao nước, những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những chú sứ không nên lai vãng, những bạn bè độc ác không nên giao du. Thì các vị đồng phạm hạnh bị các vị đồng phạm hạnh có chí nghi ngờ khinh thường, vì ấy như lý giác sát: những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, chú sứ không nên lai vãng ấy, và các bạn bè độc ác ấy. Với này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não sẽ khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và các nhiệt não ấy không sinh khởi. Thì có những cái mình kham nhẫn được thì kham nhẫn, có những cái mình không thể kham nhẫn được mà mình phải tránh né. Như như mình nghĩ rằng tôi kham nhẫn được, thấy một con cọp nó đi đến, mình có dám kham nhẫn với nó không? Nó sẽ ăn thịt ngay. Mình kham nhẫn nhưng mà mình có ở chung với rắn rết được không? Không thể ở được. Có những cái con người độc ác mình không thể thân cận được. Mình thân cận thì người ta sẽ làm hại mình, có thể người ta sẽ giết mình, người ta sẽ hãm hại mình bằng mọi cách, thì mình không thể thân cận được, cho nên là phải tránh né. Cho nên là tránh né những cái loài thú dữ, vì mình không thể kham nhẫn được nó, mình cần phải tránh né nó. Những cái nơi nguy hiểm gốc cây, và có những cái chú xứ không nên thân, không nên lại vã. Ví dụ như là Đức Phật lại là dù một vị tỳ kheo đi khất thực nhưng không được nai vãng đến những chú xứ mà khiến cho người khác người ta khinh thường. Ví dụ như là không được thân cận với những người phụ nữ, với một vị tỳ kheo thì phải tránh xa những người nữ giới, không được thân cận với những phụ nữ chưa có chồng, phụ nữ quá chồng, hay là những cái người kỹ nữ, dâm nữ, hay là tránh né những cái vị tỳ kheo ni và tránh né những cái người đồng tính. Thì đấy là những cái nơi cần phải tránh né, không được thân cận, vì thân cận sẽ bị những người khác, người ta nghi ngờ, người ta khinh rẻ, người ta coi thường. Và trong có những bài kinh Đức Phật cũng dạy là dù cho một vị đấy có chứng đến A-la-hán rồi nhưng mà vị ấy không tránh né những cái chỗ cần tránh né đấy, vì ấy còn thường nai vãng thân cận với những người khác phái, như là những người phụ nữ chưa chồng, phụ nữ đã bỏ chồng, phụ nữ quá chồng, những người dâm nữ, hay là các vị tỳ kheo ni, hay là những người đồng tính. Thì những cái người vì dù cho vì đó có chứng A-la-hán rồi vẫn bị những người khác nghi ngờ, vẫn bị những người khác khinh thường và không được cái sự tôn trọng cung kính, vì đó cũng là một trong những cái phiền não nó sẽ khởi lên. Vậy cho nên là vì ấy cần phải tránh né như vậy, tránh né những cái chỗ không nên đến, tránh né những cái chú xứ không nên lai vãng, tránh né những người độc ác, không nên thân cận những người độc ác, những người có thế quyền, hay là những cái người có tà kiến, những cái người tà đạo. Như là một cái người mà mình còn thân cận với những người có tà kiến, thì một lúc nào đó mình cũng bị, nếu như người đó còn là một phàm nhân thì sẽ bị ảnh hưởng những cái tà kiến đó. Thân cận những cái người độc ác, thân cận những người trộm cắp, thân cận những cái tên cướp, hay thân cận với những người nghiện ngập say sưa, thì một lúc nào đó thì cái vị đấy cũng sẽ bị thối thất hết cái đạo hạnh, thối thất hết cái đạo đức, thối thất hết những cái đời sống phạm hạnh và trở thành những cái người sống hư hỏng theo thế gian. Nên vì vậy cho nên là vị ấy cần phải tránh né, cần phải xa lánh, tránh né những cái người đấy. Như là cái người đấy mà không tránh né như vậy thì những cái lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nó sẽ sinh lên. Còn những người mà tránh né, biết tránh né những cái chỗ cần phải tránh né như vậy thì những cái lậu hoặc và phiền não đấy nó cũng sẽ giảm bớt đi. Rồi đấy là có những cái lậu hoặc mà do mình biết tránh những cái nơi đáng tránh, những cái người đáng tránh và những cái chỗ nguy hiểm đáng tránh thì cần phải tránh. Và cái pháp thứ 6 Đức Phật dạy: và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do đoạn trừ, phải do trừ diệt, hay là còn phải gọi là do từ bỏ, từ bỏ hay là trừ diệt mà được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát không chấp nhận dục niệm khởi nên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận không cho tồn tại dục niệm ấy, không chấp nhận đối với sân niệm khởi nên, trừ diệt, diệt bỏ cái sân niệm ấy, không chấp nhận cái hại niệm nó khởi nên, từ bỏ, trừ diệt và diệt tận những cái hại niệm ấy.
không cho tồn tại cái hại niệm ấy, không chấp nhận các bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, diệt trừ, diệt tận, không cho tồn tại các bất thiện pháp ấy. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các động hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các động hoặc tàn hại và nhiệt não ấy sẽ không sinh khởi. Thế thì trong khi vị đó đang đi mà có một cái dục niệm nó khởi lên, vị ấy hãy trừ diệt cái dục niệm ấy ngay trong lúc đang đi. Khi mình đang đứng mà có một cái tham dục nó khởi lên thì hãy trừ diệt nó. Khi đang ngồi mà có một cái tham dục nó khởi lên, hãy trừ diệt nó. Khi đang nằm hay đang làm bất cứ một cái việc gì đó mà có một cái tham dục nó khởi lên, hãy trừ diệt nó ngay lúc đấy, không chấp nhận nó. Thì tham dục ấy nó không chi phối mình. Còn nếu mình an trú ở nó sẽ chi phối mình. Mà đến lúc mà nó mạnh lên, mà cái tâm, cái chánh niệm của mình yếu, cứ để cho những cái tạp niệm đấy, cái tà niệm ấy nó mạnh lên, thì bắt đầu mình không chi phối được nó nữa. Mà mình phải trừ diệt nó ngay từ lúc mới khởi lên. Cái gì nó mới khởi lên thì nó còn yếu, mình còn diệt được. Nó mạnh lên rồi mình không diệt được. Giống như là một cái cây dại nhá. Lúc nó mới nảy mầm một chút mình diệt nó rất dễ dàng. Nhưng mà để cho nó lớn lên rồi, nó vượt khỏi cái sức của mình rồi, mình không bẻ gãy được nó nữa, không nhổ được nó nữa. Vậy có những cái tâm bất thiện nó mới khởi lên, mình diệt nó thì dễ, mình để cho nó lớn lên rồi rất khó diệt. Cũng vậy, một cái tâm sân hận nó khởi lên, mình diệt ngay từ lúc nó mới nhú lên một tí là khởi, diệt ngay thì nó còn diệt được. Mình để cho nó mạnh lên rồi không diệt được. Có những cái cây cỏ nó rất là bình thường, nó rất là nhỏ thôi, mình nó mới nhú lên mình diệt thì dễ, nhưng mình để một thời gian sau nó trở thành một cái đám cỏ, một cái vườn cỏ, một cái cụm cỏ rất là lớn rồi, mình có dùng sức mình diệt không diệt được, không nhổ được nữa. Thì những cái phiền não nó cũng thế, nó mới nhú lên một cái mà mình diệt ngay thì diệt được, mình để cho nó mạnh rồi không diệt được. Đó là dục niệm sân, niệm hại niệm, và tất cả những cái tâm bất thiện cũng thế, nó khởi lên lúc nào thì diệt lúc đấy. Mình đang ở tư thế nào hãy diệt nó ngay ở tư thế đấy, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang đi, đang làm, bất cứ một cái gì mà có những cái dục niệm, sân niệm, hại niệm và những cái bất thiện, những cái tâm bất thiện nó khởi lên thì hãy diệt trừ nó, đừng để cho nó sinh khởi. Thì đó là cái cách để đoạn trừ cái lậu hoặc. Và đến cái phương pháp thứ 7 là cái phương pháp cuối cùng Đức Phật dạy là: Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo phải như lý giác sát tu tập niệm giác chi, y viễn ni, y ni tham, y loạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý giác sát tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, hướng giác chi, y viễn ni, y ni tham, y loạn diệt, y từ bỏ. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy thì các lậu hoặc nhiệt não tàn hạ sẽ khởi lên. Còn nếu vị ấy có tu tập như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và các nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Và đến cái cuối cùng thì Đức Phật gọi là cái sự tu tập là tu tập thất giác chi, tu tập bảy giác chi. Tu tập bảy giác chi thì tu tập như thế nào? Tu tập bảy giác chi này sẽ được áp dụng trong cái cách thực hành thiền. Có nghĩa là cái cuối cùng thì Đức Phật dạy là mình cần phải thực hành thiền. Cần thực hành thiền thì cần phải có chánh niệm, cho nên là cần phải thực hành về niệm giác chi. Ví dụ như là cái người đấy thực hành thiền hơi thở là đang tu tập thất giác chi, mà tu tập bất cứ một cái đề mục thiền nào cũng là đang tu tập thất giác chi. Mình niệm về tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đấy là đang tu tập niệm giác chi. Trạch pháp giác chi có nghĩa là mình thấy rõ cái đề mục thiền đấy, mình biết cách tu tập như thế nào. Tinh tấn giác chi tức là trong tu tập thiền thì cần phải có tinh tấn, nỗ lực, cố gắng. Hỷ giác chi là mình phải tu tập với một cái tâm hân hoan, hoan hỷ, hỷ càng lúc càng sung mãn lên. Khinh an giác chi, niệm giác chi, xả giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Có những cái lúc mà cái tâm của mình tu tập, do tinh tấn, do cố gắng ấy, nó trở nên căng thẳng, nó trở nên mệt mỏi, thì mình phải biết cách quân bình nó lại. Đó là bằng cái cách là giữ cho cái thân này, tâm này nó được khinh an nhẹ nhàng, chứ đừng để cho nó có kiệt quệ, chứ đừng cố gắng đến cái mức kiệt sức, mà phải biết cách quân bình nó nặng. Khi mà thấy nó căng thẳng mệt mỏi thì phải hướng đến sự khinh an nhẹ nhàng, cần phải hướng đến cái sự định tĩnh, cho nên là gọi là khinh an giác chi, định giác chi, và cần phải có cái tâm xả là xả giác chi. Vậy thì có những cái lúc mà cái tâm của mình nó trở nên trì trệ,
nó trở nên lười biếng, nó trở nên biếng nhác, không có tinh tấn, không cố gắng, không có phấn khởi, không hoan hỉ trong cái sự tu tập đấy, thì mình cần phải khởi lên cái trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỉ giác chi. Còn nếu như khi nào cái tâm này nó trở nên căng thẳng, nó trở nên bị dao động do tinh tấn thái quá, thì lúc đấy mình cần phải quân bình lại bằng ba cái giác chi, đó là khinh an giác chi, định giác chi và giả giác chi. Có nghĩa là trong cái sự thực hành thiền mình phải biết quân bình bởi cái giác chi này. Về đến cái cách cuối cùng Đức Phật dạy là mình cần phải tu tập các cái pháp về thiền định. Thì muốn tu tập được những cái pháp về thiền định này thì mình quân bình bởi cái giác chi này thì nó mới thành tựu được. Mà để mà thực hành được cái pháp về thiền định này thì trong cái lúc mình đang thực hành thiền ấy mà có dục tầm, sân tầm, hại tầm, các cái triền cái này nó khởi lên thì mình cần phải diệt trừ nó ngay. Vì vậy cho nên là những cái lậu hoặc phải do trừ diệt này, hay là do từ bỏ những cái năm triền cái này, thì cái sự thực hành thiền này nó sẽ thành tựu được. Cho nên là mình cần phải tu tập những cái lậu hoặc, mình cần phải tu tập do trừ diệt. Và khi mình muốn thực hành thiền thì mình cần phải có một cái chú xứ thích hợp, thân cận những người thích hợp, phải có thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp. Về vậy cho nên là mình cần phải tránh những cái chú xứ không thích hợp, thì đó là mình cần phải tu tập bằng cái cách gọi là tránh né, những cái chỗ cần tránh né. Còn nếu như mình muốn tu tập để cho tâm được định tĩnh mà mình cứ sống ở cái môi trường nó rất là ồn ào, thân cận với những cái chú xứ không thích hợp, thân cận những người không thích hợp, ví dụ như là mình còn hay tiếp xúc với những người khác phái nó sinh ra tham dục, hay tiếp xúc với những cái người mà người ta có bất thiện thì nó lại sinh ra sân hận, nó sinh ra sân tầm, hại tầm, hay là tiếp xúc với những cái môi trường náo động thì tâm nó bị náo động, thì đó là mình cần phải tu tập bằng cách tránh né. Hay là muốn thực hành được thiền định đấy, để cho tâm được định tĩnh đấy, mình cũng cần phải kham nhẫn. Đôi khi mà trời nóng, mình cũng phải cố gắng kham nhẫn. Nếu như con có thể kham nhẫn được trời lạnh, hay là đói khát, hay là mũi mòng nó quấy rời, mình cũng phải cố gắng mà kham nhẫn. Hay là có cái sự mạn ý phỉ báng của những người khác, thì cái điều đó không bao giờ tránh khỏi được. Đi đến đâu nó cũng có những phiền não đấy. Mình muốn tu tập được bảy giác chi ấy, mình cũng cần phải dựa vào cái sự kham nhẫn. Mình muốn tu tập được như vậy, mình cũng cần phải thọ dụng, thọ dụng những cái chú xứ, tức là những cái tịnh thất sàng tọa. Mình cần phải thọ dụng cái thức ăn, mình cần phải thọ dụng y áo, cần phải thọ dụng những cái dược phẩm trị bệnh. Nhưng mà mình thọ dụng một cách chân chánh, vừa đủ, không tham đắm, không đắm nhiễm, không tích trữ quá nhiều. Nếu như mình tu tập mà mình không thọ dụng, không ăn, không có nhà để ở, không có quần áo để mà không có thuốc để chữa bệnh, thì mình cũng không đủ sức để tu tập. Cho nên mình cũng cần phải thọ dụng. Nhưng mà trong cái thọ dụng nó cần có cái trí tuệ để mình giác sát, để mình quán sát, để thọ dụng cho nó chân chánh thì mới tu tập, mới thành tựu được. Hay là trong cái sự tu tập đấy, mình cũng cần phải có sự phòng hộ các căn. Nếu như mình muốn thực hành được cái pháp thiền nó thành tựu mà không phòng hộ các căn, thì thậm chí là hôm nay mình tu tập nó có thể đã đạt được một cái mức định rất là cao, như là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu như mà mình lại buông lung phóng dật đi ra ngoài để cho các căn nó đắm nhiễm với các cảnh trần, rồi nó sinh ra tham dục, nó sinh ra sân hận, rồi nó sinh ra phiền não, thậm chí nó bị thoái mất các cái thoái thất, mất các cái tâm định đó. Cho nên là muốn phát triển được tâm định, mình cần phải hộ trì các căn, phòng hộ các căn. Mà khi đã đắc định rồi, mình cũng phải hộ trì các căn, phòng hộ các căn. Thì chính vì có cái sự phòng hộ các căn như thế thì mình mới có được cái chánh niệm tỉnh giác. Có được cái chánh niệm tỉnh giác sung mãn rồi thì mình sẽ ly dục, ly các cái pháp bất thiện, chứng và chứng đắc được những cái tâm thiền. Và mình có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi với cái tâm định tĩnh đấy, mình do mình biết quân bình các cái thất giác chi, thì mình sẽ phát triển cho những cái định đấy càng lúc càng sung mãn, vững chắc lên. Rồi sau đó mình mới phân tích ra được những cái sắc pháp và danh pháp, rồi mới phân tích ra được những cái pháp duyên khởi, biết được những nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, các cái nhân hiện tại sinh ra quả tương lai, rồi thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên các cái danh sắc đấy. Rồi lúc đấy các cái chi kiến rồi nó cứ tăng trưởng dần dần,
rồi bắt đầu mình thành tựu được cái chi kiến về cái sự sinh diệt của các pháp hữu vi, rồi mới thấy, rồi mới sinh lên cái sự thấy được cái chi kiến, thấy được sự tan hoại của danh sắc, rồi sinh ra cái kinh cảm, kinh úy đối với danh sắc, sinh ra cái tâm quá hoạn, sinh ra cái trí thấy được cái sự nhàm chán đối với danh sắc, rồi mới sinh ra cái trí giản trạch dục thoát này, hành xả, rồi mới sinh ra cái trí thuận thứ chuyển tộc, rồi mới sinh ra cái tuệ đạo, tuệ quả, tuệ phản kháng. Thì những cái tuệ đấy mới được gọi là chi kiến. Những cái chi kiến đấy nó đoạn trừ được những cái nậu hoặc như thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Khi mà vị đấy đoạn trừ được các nậu hoặc rồi thì vị ấy vẫn phải tiếp tục phòng hộ, vẫn phải tiếp tục kham nhẫn, vẫn phải tiếp tục tránh né, phải thọ dụng, vẫn phải trừ diệt, vẫn phải tu tập, tức là vị đấy vẫn còn đang trên con đường tu tập để làm muội ngược tham sân si, chứng được cái đạo quả thứ hai, đó là nhị quả, hay là cái sự nhất na, chứng được cái đạo quả nhất na. Đối vị ấy vẫn phải tiếp tục phòng hộ, kham nhẫn, sánh né, trừ diệt và tu tập bảy giác chi đó để đoạn trừ được năm cái thượng phần kiết sử, năm cái hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân hận, chứng được quả bất na. Mặc dù chứng đến quả bất na, vị ấy vẫn tiếp tục vẫn phải phòng hộ, kham nhẫn, tránh né, thọ dụng, trừ diệt và tu tập những cái pháp để đoạn trừ các cái nậu hoặc này, để cho đến khi mà vị đấy đoạn trừ được cả năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, trở thành nậu tận, trở thành một cái bậc nậu tận, tức là không còn một chút phiền não nào nữa, thì lúc đấy mới được gọi là tất cả nậu hoặc đã được đoạn trừ. Thì Đức Phật giảng dạy cái pháp gọi là cho người thấy, cho người biết và thấy. Thì cái người nào có như lý tác ý, đến những cái pháp cần phải tác ý, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được các nậu hoặc. Những người nào mà không như lý tác ý, đến những cái pháp cần phải tác ý đấy, thì không đoạn trừ được các nậu hoặc. Thì đó là cái bài kinh đoạn trừ các nậu hoặc. Và cái đoạn cuối của bài kinh, Đức Phật kết luận rằng: này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, những nậu hoặc nào phải do chi kiến được đoạn trừ thì đã được chi kiến đoạn trừ, những nậu hoặc cần phải do phòng hộ được đoạn trừ thì đã được phòng hộ đoạn trừ, những nậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ thì đã được thọ dụng đoạn trừ, những nậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ thì đã được kham nhẫn đoạn trừ, những nậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ thì đã được tránh né đoạn trừ, những nậu hoặc nào phải cho trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những nậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ thì đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là đã sống với sự phòng hộ, tất cả các nậu hoặc, đã đoạn tận khát ái, đã thoát ni kiết sử, đã tránh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Thì như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì đấy là bảy cái cách để đi đến đoạn trừ tất cả các cái nậu hoặc. Thì đó là cái con đường, cái sự tu tập ở trong cái bài kinh mà để đoạn trừ tất cả cái nậu hoặc này. Thì Đức Phật đã dạy bảy cái cách như vậy. Thì một cái người mà cần phải áp dụng bảy cái cách chi kiến. Thứ nhất đó là do chi kiến, đó là do cái chánh trí, do cái trí tuệ để đoạn trừ được các cái nậu hoặc, là các cái phiền não, dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu đấy. Thì cái vị đấy cần phải có cái sự phòng hộ ở các căn, phải kham nhẫn những cái điều đáng kham nhẫn, phải tránh né những cái chỗ cần phải tránh né, phải thọ dụng những cái cần thọ dụng, và diệt trừ những cái cần diệt trừ, phải tu tập những cái pháp cần tu tập. Thì đó là cái con đường mà mình cần phải tu tập, để con từ cái sự tu tập đấy mới thành tựu được cái chi kiến, thành tựu được cái chánh trí, và sẽ đoạn trừ được các cái nậu hoặc, tức là các cái phiền não. Nậu hoặc là những cái phiền não khiến cho một chúng sinh đi trong luân hồi sinh tử, đoạn trừ được hết các cái nậu hoặc ấy sẽ chấm dứt được cái dòng luân hồi sinh tử, thì sẽ chấm dứt được cái khổ đau. Đó là cái ý nghĩa của cái bài kinh tất cả nậu hoặc, bài kinh thứ hai trong kinh Trung Bộ. Thì sư đã giảng xong nên hết cái bài kinh này. Được.
sư trả lời các câu hỏi. Ai có các câu hỏi sư trả lời. Con bạch sư, sự khác biệt giữa bậc thánh và bậc chân nhân là gì ạ? Thực ra thì một bậc thánh thì chắc chắn là một bậc chân nhân. Còn có những bậc chưa phải là bậc thánh nhưng mà cũng có những cái đức hạnh cao thượng thì cũng có thể được coi là một bậc chân nhân. Ví dụ như Đức Phật dạy là hãy thân cận đến bậc thánh, bậc chân nhân, tu tập và thuần phục pháp với các bậc thánh, các bậc chân nhân. Thì Đức Phật dạy là một người đấy muốn tu tập trên cái con bước trên cái con đường tu tập này, hãy tìm đến Đức Phật là một bậc thánh, một bậc chân nhân. Nếu như Đức Phật không còn ở trên đời, hãy tìm đến bậc A-la-hán, thì bậc A-la-hán ấy là bậc thánh, bậc chân nhân. Hoặc là không có bậc A-la-hán, hãy tìm đến một bậc bất lai, một bậc nhất lai, hoặc là một bậc dự lưu, thì đó cũng là bậc thánh nhân và đó cũng là bậc chân nhân. Nếu như mà không có bậc dự lưu để cho mình học hỏi giáo pháp thì hãy tìm đến một bậc đã thuộc lòng tam tạng. Thì Đức Phật cũng dạy mình có thể là một bậc thuộc lòng tam tạng nếu như vị đó chưa có chứng đắc đạo quả. Vị đó cũng có thể dạy được cái con đường để đi đến giải thoát, vì vị ấy cũng có dạy cái lý thuyết rồi sau đó mình tự thực hành cũng được. Hoặc là một bậc nhị tạng, một bậc nhất tạng, hoặc là một cái người đắc thiền. Vậy thì những cái người nào mà có những cái pháp thượng nhân cũng có thể được gọi là bậc chân nhân. Một cái vị đó là một người đắc thiền, thần thông hoặc đạo quả. Về cái người mà chứng đắc thiền ấy, mình cũng có thể đến để học hỏi với cái vị đó. Thì đấy được gọi là những bậc chân nhân. Vậy thì cái bậc chân nhân là người có giới, hoặc là một người có giới đức, mình nương tựa để mình học những cái giới đức đó. Vậy người có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến. Đấy thì những bậc chân nhân thì cũng có nhiều bậc khác nhau như vậy, cao thấp khác nhau như vậy. Thì cũng đều là những bậc chân nhân. Vậy thì một bậc chân nhân đấy là một cái người đã đi đến giải thoát, diệt được tham sân si, hoặc là cái người đấy đang nỗ lực trên cái con đường đi đến giải thoát, diệt tận tham sân si, cũng đều được gọi là bậc chân nhân. Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ con kính bạch sư ạ, lậu hoặc là gì ạ? Lậu hoặc là những cái phiền não ấy, khi mà tâm mình khởi lên cái tham dục ấy, thì đấy là lậu hoặc. Sân hận ấy, đấy là lậu hoặc. Tà kiến là lậu hoặc. Mình vô minh, tham ái chấp thủ, đấy là lậu hoặc. Dạ con bạch sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lý ạ. Dạ con thưa sư, né tránh và phòng hộ khác nhau như thế nào ạ? Phòng hộ ở đây muốn nói rằng là ví dụ như là nó phòng hộ thì nó có hai cách. Một là nó giống như con rùa nó đụt đầu vào ạ. Ví dụ như là mình nhìn thấy một cái cảnh sắc gì đó nó khả ái mà khiến cho mình sinh ra tâm tham dục, thì mình hãy nhắm mắt lại, làm lơ đi, đừng có nhìn nó. Thì đấy là phòng hộ với cái con mắt. Cái âm thanh nào, ví dụ có ai người ta mắng nhiếc hay là người ta nói xấu mình làm cũng đi, mình coi như không nghe thế gì, đấy là phòng hộ tai để nó khỏi sinh ra sân hận. Hoặc là những cái âm thanh du dương nó sinh ra tham dục thì mình cũng nằm nơ đi, đừng có nghe nó. Thì đấy là cách phòng hộ. Phòng hộ ở đây là phòng hộ về sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vậy thì mình tránh những cái cảnh trần khả ái hấp dẫn hoặc là bất khả ái sinh ra tham dục sân hận, mình tránh nó đi, thì đấy là phòng hộ. Còn tránh né ở đây có nghĩa là nó mang một cái tính chất là tránh xa những cái nơi nguy hiểm. Những cái nơi nguy hiểm, nhưng mà không phải là cái nơi này nó sinh ra cái sự tham dục, mà nó sinh ra những cái sự nguy hiểm đến tính mạng của mình, đến cái sự an toàn của thân thể của mình, thì cần phải tránh né. Ví dụ như là con rắn, mình nhìn thấy nó mà mình cứ nhắm mắt lại mình đi thì nó cắn chết. Thì nhìn thấy con rắn nó không cần phải phòng hộ mà tránh, bỏ chạy. Nhìn thấy con cọp nó đang tiến lại, nhìn những cái loài thú hung dữ nó đang chạy lại, hay là nhìn thấy những cái tên cướp nó đang cầm đao binh nó tiến lại, thì lúc đấy mình không thể phòng hộ bằng con mắt là làm nơ, không thấy không nghe nữa, mà cần phải bỏ chạy. Thì đấy là gọi là tránh né. Hai cái này nó khác nhau như vậy. Dạ con bạch sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lý Tịnh ạ. Dạ con bạch sư,
Tám chi thánh đạo có liên hệ đến bảy phương pháp đoạn trừ lậu hoặc như thế nào ạ? Chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nhìn tận, chánh niệm, chánh định. À, tám chi kiến nó liên hệ đến cái lậu hoặc. Ví dụ như là mình có chánh chi kiến, mình biết rõ lậu hoặc là lậu hoặc, thì đó cũng là chánh kiến nhá. À, mình biết các cái nhân sinh ra lậu hoặc là chánh kiến, biết rõ sự diệt tận các lậu hoặc là chánh kiến, biết rõ con đường đi đến diệt trừ các lậu hoặc là chánh kiến. Và nhờ có chánh kiến như vậy thì mình có chánh tư duy, mình suy tư, mình hướng tâm đến các cái lậu hoặc đấy, hướng tâm đến cách đoạn trừ các lậu hoặc đấy là chánh tư duy. Mình chánh ngữ có nghĩa là mình nói lậu hoặc đấy là khổ đau, là nên đoạn trừ nó, không nên làm cho nó khởi lên, thì đó là chánh ngữ. Chánh nghiệp là mình có những cái hành động để đoạn trừ các lậu hoặc, cái này chánh nghiệp. Hoặc là chánh mạng có nghĩa là mình không có tìm kiếm những cái vật dụng, tức là khi mà mình thọ dụng các cái vật dụng, mình có cái sự quan sát một cách chân chánh, thì đó là chánh mạng. Mình tinh tấn đoạn trừ các cái lậu hoặc, cái là chánh tinh tấn. Mình luôn luôn ghi nhớ những cái đề mục để đoạn trừ các lậu hoặc đó, gọi là chánh niệm. Còn mình thực hành một cái pháp thiền để làm cho tâm định tĩnh, để cho nó không khởi lên những cái lậu hoặc đó, được gọi là chánh định. Thì đó cũng là bát chánh đạo mà liên hệ đến lậu hoặc. Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoài An ạ. Dạ con kính bạch thầy, giữ giới là phương pháp đoạn trừ lậu hoặc nào ạ? Giữ giới ở đây thì nó liên quan đến cả những cái phòng hộ đó. Giữ giới nó đoạn trừ được rất nhiều các lậu hoặc. Ví dụ như là một cái người mà thọ trì những cái giới rất là thông thường, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nó đã đoạn trừ được những cái lậu hoặc tàn hại rồi, rất nhiều những cái lậu hoặc rồi, không có bị vướng vào những cái lao lý, những cái khổ đau ở đời này và đời sau. Còn mình vướng vào những cái khổ đau đấy là lậu hoặc. Còn mình giữ giới là do cái sự phòng hộ các căn, thì nó làm cho những cái dục tham sân hận nó không khởi lên. Thì dục tham sân hận là lậu hoặc, do mình hòng chỗ các căn nó không khởi lên, đấy là giữ giới, là đoạn trừ các lậu hoặc. Rồi là cái sự phòng hộ, rồi cái sự kham nhẫn, tránh né, trừ diệt đấy, nó cũng đều là giữ giới hết. Những cái pháp đấy nó đều liên quan đến sự giữ giới để đoạn trừ những cái lậu hoặc. Nhưng mà nó không thể đoạn trừ dứt điểm các cái lậu hoặc được, mà cái giữ giới nó làm nền tảng để cho mình phát triển được cái tâm định tĩnh. Đối định tĩnh nó làm nền tảng cho cái sự phát triển được cái tuệ giác. Thì cái tuệ giác đấy nó mới đoạn trừ lậu hoặc thật sự và tuyệt đối. Còn sự giữ giới mà thì nó đoạn trừ được những lậu hoặc thô thiển, làm cho nó không khởi lên những lậu hoặc thô thiển. Thực hành thiền định thì nó đoạn trừ được những cái lậu hoặc vi tế, nhưng mà nó chỉ đoạn trừ tạm thời trong cái lúc hành thiền đó. Còn thực hành thiền quán thì nó mới đoạn trừ được lậu hoặc một cách hoàn toàn. Khi nào mình phát triển được cái chi kiến giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì nó đoạn trừ được một cách tuyệt đối, và nó làm cho cái lậu hoặc đó không thể sinh khởi lại được nữa. Đó là khi mình thành tựu được cái tâm, được cái tuệ siêu thế, được cái chi kiến mà thấy được cái pháp siêu thế, thì nó mới đoạn trừ được cái lậu hoặc một cách tuyệt đối. Dạ con bạch sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quân Trần ạ. Dạ thưa sư, những vị đắc A La Hán đã nhập niết bàn thì làm sao thành Phật được ạ? Thưa sư, có chuyện những vị đã đắc niết bàn rồi mà còn phát nguyện xuống thế gian để độ sanh không ạ? Một vị mà đã chứng đến quả dự niu là đã không thành Phật được nữa đâu, chứ đừng nói đến chứng A La Hán. Chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, đã chứng vào những cái quả thanh văn đấy rồi thì không thành Phật nữa. Còn những cái vị mà nguyện thành Phật thì cái vị đấy không chứng cái đạo quả siêu thế, mà cái vị đấy chỉ thực hành thiền chỉ, thiền quán cho đến hành xả trí là vị đó dừng lại ở đấy, rồi vị đó tích lũy các ba la mật tiếp, là vị đó vun bồi các cái ba la mật, 10 cái ba la mật đó. Rồi khi nào có một cái vị Phật thọ ký cho vị đó, rồi vị đó thực hành thêm 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, tích lũy các ba la mật bậc thường, bậc trung, bậc thượng nữa thì mới thành Phật được. Chứ còn nếu mà đã chứng A-la-hán thì không thành Phật nữa, vị đó sẽ nhập niết bàn với cái đạo quả A-la-hán đấy thôi. Dạ,
Nếu có câu hỏi không có ai hỏi nữa thì sẽ kết thúc bài giảng nha. Ở đây có ai hỏi đâu? Không có ai hỏi thì. Dạ con thưa sư ạ, có câu hỏi từ hành giả B. Dạ con kính bạch sư, niệm về ân đức Phật, về tâm từ là phương pháp tu tập nào ạ? Niệm ân đức Phật là thực hành thiền chỉ, à cũng là thực hành thiền định mà sẽ chứng đến cận hành định, làm cho tâm luôn được thanh tịnh tạm thời thôi. Thực hành thiền tâm từ thì cũng sẽ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đấy cũng là làm cho tâm được thanh tịnh. Nhưng ở cái mức đấy được gọi là thực hành thiền định, làm cho tâm thanh tịnh. Đấy, chứ chưa phải là phát triển trí tuệ. Dạ con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Thành Trung ạ. Dạ con kính bạch sư, triền phược bộc lưu có ý nghĩa là gì? Triền phược bộc lưu, triền phược ấy có cũng là những cái dục tham. Triền phược thì được gọi là bộc lưu. Bộc lưu ở đây tức là dùng cái hình ảnh ví dụ. Ví dụ cho một cái dòng nước nó xoáy. Nó xoáy thì bất cứ một ai chúng sinh nào mà rơi vào một cái dòng nước xoáy đấy thì cũng sẽ bị nhấn chìm, chết chìm ở trong cái dòng nước lũ. Bộc lưu giống như cái dòng nước lũ, nó có những cái lỗ xoáy rất là khủng khiếp. Thì những cái tâm tham dục nó cũng được ví như vậy. Nhưng mà những cái dục triền, những cái tâm tham dục hay là được gọi là triền phược. Triền phược, triền thì cũng dí như là cái sợi dây nó trói buộc ấy. Nó cũng sẽ cuốn vào làm cho một cái chúng sinh bị nhấn chìm ở trong cái luân hồi tái sinh, chìm lắm ở các cái đoạn xứ, giống như là cái dòng nước lũ, nước nó cuốn, nó nhấn chìm con người. Đây là cái dùng hình ảnh ví dụ cho những cái tâm bất thiện như vậy. Dạ con thưa sư ạ, còn một câu hỏi nữa con xin đọc ạ. Câu hỏi từ hành là Phạm Quân ạ. Dạ con kính bạch sư, sự hiểu nhầm xung đột trong một tập thể đôi khi khiến con bị phiền não, con phải làm gì trong trường hợp này ạ? Bị hiểu nhầm rồi sinh ra xung đột thì nếu như mình biết đó là hiểu nhầm rồi thì mình hãy buông xả nó đi thì là hết. Còn là có những cái xung đột nó sinh ra là do mình không biết tránh né những cái chỗ cần tránh né, không biết thân cận những chỗ cần thân cận, hay là mình không biết kham nhẫn, không biết phòng hộ, không biết trừ diệt, không biết tu tập cho nên nó sinh ra. Còn nếu như mà mình biết cách phòng hộ, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt, tu tập ấy thì nó sẽ chấm dứt được những cái xung đột đó. Dạ con bạch sư ạ, phương pháp trừ diệt lúc nãy sư giảng ạ, thì là ngay khi mình nhận ra một niệm tham dục hoặc là sân hận khởi lên thì mình phải trừ diệt ngay. Thì con muốn hỏi sư là cách trừ diệt là như thế nào ạ? Cách trừ diệt những cái tâm dục tầm sân tầm hại tầm ấy, hay là các cái tâm bất thiện pháp nó khởi lên, thì nó trừ diệt bằng rất là nhiều cách. Trừ diệt bằng cái cách này, mình nhận ra đây là những cái tâm bất thiện, đây là dục tầm sân tầm hại tầm, nó có hại chứ nó không phải là có lợi, cần buông bỏ nó. Thì mình có thể trừ diệt nó bằng cái cách đó là buông xả, buông bỏ nó. Mình trừ diệt nó bằng cái cách là quán. Ví dụ như là khởi lên một cái dục tham nó khởi lên thì hãy quán đến những bất tịnh. Khởi lên một cái sân hận thì hãy quán đến rải tâm từ. Một cái tâm hại tầm nó khởi lên thì rải tâm bi, mong cho chúng sinh thoát khổ đau. Các cái bất thiện pháp khác thì nó cũng có những cái pháp đối trị tương ưng như vậy. Hoặc là mình chánh niệm vào cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hoặc là mình quán cái tâm này là vô thường, khổ, vô ngã, là bất tịnh. Thì tất cả những cái pháp tu tập đều mang cái tính trừ diệt được những cái phiền não đấy. Không biết là mình có một cái pháp môn để tu tập thì cái pháp môn đấy tu tập một cách sung mãn, mạnh mẽ thì nó đều có thể trừ diệt được những cái tâm bất thiện hết. Thì cái người nào mà mạnh về thiền hơi thở ấy mà khởi lên những cái tâm bất thiện, mình chú vào hơi thở, nó cũng có thể làm diệt trừ được những cái tâm bất thiện đấy. Chánh niệm tỉnh giác, niệm ân đức Phật, niệm pháp, niệm tăng nó đều trừ diệt được. Thì đấy là có nhiều cách trừ diệt. Miễn là một người mình có tu tập, mình dùng cái pháp tu tập đó để trừ diệt những cái cấu uế phiền não khởi lên. Con thưa sư là mấy bữa nay thì mới
con gần như thế là về cái quanh cái mũi ấy, lúc nào cũng có sự căng căng cứng ở đó. Vậy là do ấy nhá, vậy là do chú tâm căng quá, tức là mình chăm chú mạnh quá mà nó mất cái sự tự nhiên, với lại do mình chú vào cái da ở mũi nhiều quá. Bây giờ phải thứ nhất là để tâm nhẹ ra một chút, để cách cái da ra một chút, ngồi nhẹ nhàng thản nhiên hơn một chút thì nó sẽ bớt đi cái đấy, tức là mình phải biết cách quân bình lại. Do trước đến giờ mình thấy hơi thở nó rõ quá, đấy là tuệ mạnh quá, mình chăm chú quá, đấy là tinh tấn quá, mình thích thú quá, đấy là hỉ quá. Thì bây giờ mình cần phải biết cách quân bình nó là để tâm, cái tâm nó nhẹ nhàng hơn, đấy gọi là khinh an giác chi nhé. Để cái tâm nó nặng nẽ một chút nữa, đấy là định giác chi nhé. Để cái tâm nó thản nhiên một chút nữa, đấy là xả giác chi nhé. Tức là mình biết áp dụng bất thất giác chi trong cái lúc mình thực hành thiền đấy, thì mình sẽ biết cách quân bình, làm cho nó không bị thái quá, thì nó sẽ bớt cái hiện tượng đấy đi. Dạ, con xin sư.